Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 153. Một nửa là núi, còn lại là nửa khác. Lâm Nhất mỉm cười, câu đố này không dễ đoán. Ta không bao giờ chơi đố, cũng không bắt huynh đoán. Nửa kia chính là nửa kia. Huynh hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Giống như tiếng sáo của huynh, hết khúc này đến khúc khác, mỗi một khúc là nỗi đau luân hồi, thân này biết gặp lại người ở đâu. Một khúc gây loạn giang sơn, kiếm này có lai lịch không tầm thường. Lạc Hoa không vui cũng không buồn, lời nói của nàng giống như một chiếc mạng che mặt, như ẩn như hiện giữa mây mù. Nhưng khi nói ra lời này, nàng có thể cảm nhận được chút lạnh lẽo rõ rệt. Mặt Lâm Nhất hơi xấu hổ, ngày hôm đó, hắn đã uống say và nói quá nhiều điều vô nghĩa trước mặt đối phương. Hắn vừa khóc vừa cười, kể hết chuyện và Hân Nghiên, Nguyệt Vi Vi và Tô Tử Giao cho đối phương nghe. Lạc Hoa hiểu rõ về hắn còn hơn cả Lâm Nhất biết về nàng nhiều, chuyện này cũng khiến người ta bất đắc dĩ. Nhưng Lâm Nhất cũng không ép buộc, đối phương không muốn nói thì hắn cũng không hỏi thêm nhiều, kể cho ta nghe những chuyện khi huynh ra ngoài đi. Ta chỉ nghe nói về chuyện huynh giết chết Bôn Lôi Ma Kiếm nhưng lại không biết huynh làm thế nào, chắc đặc sắc lắm nhỉ. Lạc Hoa lại ngồi xuống, im lặng sờ đàn. Lâm Nhất uống Thiên Niên Hỏa, ngay khi tiếng đàn vang lên, hắn kể lại chi tiết những chuyện xảy ra với đối phương. Thỉnh thoảng, Lạc Hoa cũng xen một câu và hỏi chi tiết cụ thể. Khi biết Lâm Nhất cũng nắm vững âm thanh vương hầu, nàng khá mong chờ cả hai có thể đàn sáo cùng hòa tấu khúc nhạc này. Uống rượu, trò chuyện, thổi sáo và chơi nhạc. Không biết Lâm Nhất đã uống hết Thiên Niên Hỏa tự khi nào. Khi men say dâng trào, hắn lại ngủ thiếp đi trên đỉnh núi. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào mặt cực kỳ chói mắt. Lâm Nhất cảm thấy giấc ngủ này cực kỳ thoải mái, tinh thần sáng láng, sảng khoái, không hề đau đầu. Ngược lại tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều chỉ sau một đêm. Hắn đã đạt đến cảnh giới Thiên Phách Viên mãn đỉnh phong. Giờ phút này, nếu như hắn muốn, chỉ cần hít sâu một hơi thật sâu là có thể thăng cấp thành tinh quân ngay lập tức. Mình lại uống say rồi à? Lâm Nhất rụi rụi mắt. Nhìn trời rồi cười nhạo chính mình, chắc không vừa cười vừa khóc như lần trước. Anh ta vươn vai, bất ngờ tìm được một bình Thiên Niên Hỏa ở trên bàn, nhanh chóng vồ lấy. Đầy một bình, ha ha ha, Lâm Nhất bật cười, cô nương Lạc Hoa thật sự hào phóng, còn để lại một bình cho hắn nữa. Mặc đồ trắng, đội mũ đấu nạp lụa trắng, chơi đàn giỏi, nữ tử này quả thực là một nhân vật thần tiên. Xuất hiện ở Phù Vân Kiếm Tông quả thực rất kỳ lạ. Lẽ nào núi Thánh Kiếm thật sự có bí mật lớn gì ư? Lâm Nhất hơi nheo mắt nhìn về phía núi Thánh Kiếm Sơn, Tiểu Băng Phượng cũng đang nói lải nhải về núi Thánh Kiếm này. Leo lên đỉnh núi chỉ là bước khởi đầu, trưởng môn Phù Vân đã hứa với hắn, chờ sau khi trở thành tinh quân, hắn có thể tới đó lần nữa. Có vẻ như hắn phải trân trọng cơ hội lần này. Vút, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, khi ánh nắng ban mai chiếu vào mặt, hắn cảm thấy có một cảm giác ấm áp ở giữa ấn đường. Lâm Nhất đưa tay chạm vào nó. Cảm nhận được rõ ràng kiếm ý mênh mông cuồn cuộn ở giữa xương trán của mình. Có một kén kiếm ẩn giấu bên trong, chờ nó phá kén mà ra, Lâm Nhất cũng sẽ nắm vững kiếm ý tứ phẩm. Quá trình này sẽ cực kỳ chậm, hiện tại chỉ có thể coi là bán bộ tứ phẩm, nhưng bình cảnh cuối cùng đã bị phá vỡ. Lúc này Lâm Nhất ngẫm nghĩ y như một giấc mộng, hắn cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Hắn chợt ngộ ra, nghĩ đến ngoài tầng mây và bầu trời này còn có những tầng mây và bầu trời khác, kiếm đạo mà hắn luôn kiên trì suýt đã sụp đổ. Chẳng khác gì việc phá hủy toàn bộ kiếm tâm mà hắn đã kiên trì bao nhiêu năm chỉ trong chốc lát, chỉ thiếu một bước nữa là rơi xuống vực thẳm. Bây giờ Lâm Nhất đã hiểu tại sao ải này lại khó vượt qua đến vậy. Một số người không thể leo lên núi, lại có kẻ leo lên đỉnh núi rồi không muốn thừa nhận còn có núi khác cao hơn. Một số người mất đi đạo tâm và rơi xuống vực thẳm ngay khi nhìn thấy thiên ngoại hữu thiên, lên tới trời đã khó, thần tiêu lại càng khó hơn. Lâm Nhất uống thêm một chén Thiên Niên Hỏa nữa rồi nhảy xuống từ biển mây bao la. Hạt giống kiếm ý tứ phẩm đã được chôn vùi. Tiếp theo, luyện hóa chân long thánh dịch rồi tấn công thất hoa tụ đỉnh là vừa. Chờ đạt đến cảnh giới tinh quân, không chỉ cảnh giới thiên phách sẽ đạt tới cực cảnh mà kiếm ý cũng sẽ đạt tới cảnh giới thần tiêu. Chỉ khi đó hẳn mới thực sự một bước lên trời và có đủ tư cách để cạnh tranh với những thiên tài của hoang cổ vực. Còn chưa trở lại đinh phong cư, Lâm Nhất đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ trong trẻo. Trong sân tràn ngập bầu không khí sôi động. Nhưng khi nha đầu Tiểu Vũ Nhược nghe tin Lâm Nhất đã trở lại tông môn, nàng ấy vội vàng chạy tới, đang trò chuyện với Tiểu Băng Phượng ở đinh phong cư. Hai người đều là cô nhóc nên nói chuyện khá ăn ý, tiếng cười không ngớt. Lúc Lâm Nhất xuất hiện, hai mắt Tiểu Vũ Nhược sáng rực,
lần này Vân sư huynh ra cửa thật sự hơi lâu. Thơm quái, Vân sư huynh, lẽ nào tối qua huynh đi hái hoa? Tiểu Vũ Nhược chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Hừ hừ, Tiểu Băng Phượng nghỉ hoặc nhìn hẳn, khinh thường nói, chưa biết chừng đi hẹn hò với người tình nhỏ bé, đồ cặn bã. Nhóc con nhà ngươi, đừng nói bậy bạ. Lâm Nhất búng mạnh một cái lên đầu nàng ấy. Tiểu Vũ Nhược hít hà, cau mày nói, hình như đúng là mùi hương của nữ tử. Vân sư huynh thật sự đi gặp người tình nhỏ à? Lâm Nhất mỉm cười và giải thích, đừng nghe nàng ấy nói bậy, ta tới chỗ cô nương Lạc Hoa uống rượu. Lạc sư tỷ, Tiểu Vũ Nhược nghe vậy lập tức hưng phấn, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt ngưỡng mộ nói, không hổ là Vân sư huynh, Lạc sư tỷ nổi tiếng xa cách ở trong môn phái, ngoài trưởng môn có thể nói chuyện với tỷ ấy ra, không ai có thể đến gần, sư huynh rất có mị lực đấy. Tạm tạm, bình thường thôi. Lâm Nhất ngồi xuống, nháy mắt với nàng ấy rồi mỉm cười thản nhiên. Hình như Vân sư huynh lại đẹp trai hơn rồi. Tiểu Vũ Nhược liếc nhìn mấy cái, mặt bỗng đỏ bừng xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Hừ hừ, Tiểu Băng Phượng nheo mắt lại, nhìn Lâm Nhất hơi đắc ý mà rất bất mãn. Đồ kém cỏi chỉ biết gạt tiểu cô nương, có gì giỏi đâu cơ chứ. Ai, Tiểu Vũ Nhược chợt nhớ ra, vẻ mặt hơi khó chịu nói, Vân sư huynh, ta tới đây là muốn nói một chuyện quan trọng với huynh, tình địch của huynh đã xuất hiện rồi. Lâm Nhất giật mình, không khỏi bật cười, tình địch của ta xuất hiện từ khi nào thế? Hừ, đồ cặn bã, Tiểu Băng Phượng khinh thường nói. Cô nhóc Vũ Nhược căng thẳng nói, Vân sư huynh, huynh không biết nhưng ta biết, từ khi sư tỷ trở về từ ma vực Thương Huyền trở về, cả người sư tỷ đã thay. Đổi rất nhiều, thật đấy, thay đổi lớn lắm, thỉnh thoảng tỷ ấy cứ ngây ngốc, tự lẩm bẩm một mình, nói gì mà một khúc đoạn tràng, tìm đâu chi âm nơi chân trời. Động một chút là hát hết khúc này đến khúc khác. Trời ạ, sư tỷ chưa bao giờ thẫn thờ như vậy. Chắc chắn tỷ ấy có người mình thích. Huynh ở bên ngoài có từng nghe nói tới công tử Táng Hoa chưa? Hình như là người này. Công tử Táng Hoa này cũng không biết là tên khốn nào. Muội hận và ghét hắn chết đi được. Nàng ấy lắm nhảm một đống, khiến Lâm Nhất nghe xong cũng hơi rối, nhưng Tiểu Băng Phượng nghe vậy lại cười rộ lên. Đúng, đúng, đúng. Công tử Táng Hoa là tên cặn bã. Bổn đế rất tán thành. Tiểu Băng Phượng ôm bụng cười không ngớt, ta trở thành tình địch của chính mình ư? Đợi đã, ta có hứng thú với Diệp Tử Lăng từ khi nào thế? Lâm Nhất hơi rối bời, hắn nghiêm túc nói, nhóc con, ta không có hứng thú với sư tỷ của muội. Đừng nghĩ lung tung và ăn nói bậy bạ. Hi hi, muội hiểu rồi. Cô nhóc chớp mắt nhìn hắn, dáng vẻ như ta hiểu mà, càng nhìn càng lệch lạc. Muội biết gì hả? Lâm Nhất thấy đau đầu, trên mặt ngập tràn tuyệt vọng. Ha ha, Vân sư huynh, nói nghiêm túc nhé. Huynh đã từng nghe nói về công tử Táng Hoa chưa? Gần đây đã lan truyền như điên khắp tông môn. Người này lợi hại lắm. Hắn thổi một khúc sáo đã lấy mạng Bôn Lôi Ma kiếm trong Thiên Tỉnh Các của ma vực Thương Huyền. Tiểu Vũ Nhược cũng rất rõ về mối hận thù sâu sắc giữa Bôn Lôi Ma kiếm và Phù Vân kiếm tông. Nàng ấy đã rất sốc khi lần đầu tiên nghe thấy tin này. Lâm Nhất cau mày, giờ bảo hẳn nên nói gì đây? Hắn không thể tự khen mình. Điều này rất khó đấy. Ta cũng có nghe qua một chút, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tạm tạm, tạm tạm, còn kém một chút so với ta. Lâm Nhất ngẫm nghĩ một chút, quyết định tốt hơn không phô trương, cố gắng khiêm tốn một chút. Thật sao, giọng điệu cũng mạnh miệng ghê. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên bên ngoài đinh cư các. Một luồng lạnh lão vô tận ập vào mặt họ, khiến cả Lâm Nhất và Vũ Nhược đều rùng mình. Nụ cười trên mặt Tiểu Băng Phượng lập tức cứng lại, toàn thân căng thẳng. Lóe mình nhanh chóng chui vào hộp kiếm tử kiêu không dám dừng lại một giây phút nào. Lâm Nhất mở to mắt, rốt cuộc con nhóc này đã để lại bao nhiêu bóng ma tâm lý. Phút, gió lạnh thổi qua, Diệp Tử Lăng lóe mình đã xuất hiện trước mặt họ. Sư tỷ Tiểu Vũ Nhược ngoan ngoãn đứng sang một bên, trên mặt nở nụ cười. Lát nữa ta sẽ xử lý muội xô. Diệp Tử Lăng trừng mắt nhìn nàng ấy, cô nhóc cúi đầu không dám lên tiếng. Nhưng chờ Diệp Tử Lăng quay người đi, nàng ấy lập tức lè lưỡi. Cười tinh nghịch với Lâm Nhất. Diệp sư tỷ, dạo này có khỏe không? Lâm Nhất cười khẽ. Thật ra cũng chẳng lâu lắm, Lâm Nhất đã phát giác được sự hiện diện của đối phương trong Thiên Tỉnh Các ở ma vực Thương Huyền. Chỉ là hắn không đến chào hỏi vì bất tiện về thân phận mà thôi. Ta biết mọi chuyện của đệ. Diệp Tử Lăng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất và nói đầy ẩn ý. Đều biết hả? Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hẳn giật thót, không thể nào. Mặt nạ trăng bạc sẽ ngăn toàn bộ khí tức của một người, giọng nói cũng thay đổi, và quan trọng nhất là khí chất sẽ thay đổi long trời lở đất. Trưởng môn đã nói cho ta biết rồi, đệ xếp thứ 9 trong bảng thiên lộ,
10 phương đang nằm trong tay đệ, tỷ lệ sinh tử là 50,50. Trong trận chiến cuối cùng đỉnh cao của thiên lộ không ai có thể sánh được. Đệ là người đứng đầu kim bảng. Diệp Tử Lăng nhìn đối phương, gắn từng chữ một, lên trời, thế mà huynh ấy lại xếp thứ 9 trong bảng thiên lộ. Nghe nói bảng xếp hạng những con đường khác đã giáng xuống khắp Côn Luân và nổi danh khắp nơi. Ai nấy đều là yêu nghiệt siêu phàm. Họ đã bùng nổ tiềm lực khó mà tưởng tượng được trong đại thế giới này và tiếng tăm cực kỳ lừng lẫy. Thật xin lỗi, ngày đó ta bị mù không nhìn ra được thực lực của đệ. Phù Vân Kiếm Tông Diệp Tử Lăng xin lỗi đệ. Diệp Tử Lăng trông có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng khi xin lỗi nàng ta không hề tỏ ra hèn mọn, có thể nói vô cùng thành khẩn. Nữ tử này hơi bất ngờ. Trong mắt Lâm Nhất hiện lên vẻ kỳ lạ, khó có thể tưởng tượng một người kiêu ngạo như nàng ta lại cúi đầu xin lỗi mình. Chắc hẳn tính nàng ta thật sự là vậy, thẳng thắn, sai là sai, đúng là đúng. Chuyện này không thể trách sư tỷ, ta có kẻ thù trên đường lên trời. Ban đầu mới đến, ta cũng cố ý che giấu thân phận của mình. Lâm Nhất không để bụng chuyện này, Diệp Tử Lăng cũng chẳng làm gì sai cả. Diệp Tử Lăng cho rằng đối phương sẽ làm khó mình, vì vậy không khỏi khẽ cười nói, tuy đệ hơi vênh váo một chút, nhưng thật ra cũng không đáng ghét như vậy. Nhưng đệ cũng không thể nói xấu công tử Táng Hoa được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huynh ấy có ơn với ta, không có lần sau, ngay khi Lâm Nhất còn định nói mấy câu khách sáo gì đó thì đối phương lại chuyển chủ đề. Nụ cười trên mặt nhạt dần, cất giọng trịnh trọng nói. Mặc dù đệ rất giỏi, sau này thành tựu chắc chắn sẽ vượt ta, nhưng so với công tử Táng Hoa, đệ vẫn còn kém. Kém một chút xíu đi, Diệp Tử Lăng vốn muốn nói chênh lệch rất lớn, nhưng ngẫm lại, tốt nhất là không nên đả kích đối phương quá. Nếu sư tỷ cứ khăng khăng nói như vậy thì hình như cũng chẳng có vấn đề gì. Lâm Nhất nghĩ đến đây, cũng không phản bác đối phương. Con nhóc tiểu tử đâu rồi? Lần trước ta đã trách lầm đệ, làm rối tung linh khí trong nhà đệ, thật sự xin lỗi. Diệp Tử Lăng vừa rồi nghe thấy giọng nói của Tiểu Băng Phược, lúc này vừa nói, ánh mắt vừa tìm kiếm. Việc này không có thật, nhóc con thỉnh thoảng cũng thiếu đòn. Ta thấy tỷ làm rất tốt, ngày khác nếu tỷ rảnh, ta đưa con nhóc đó qua cho tỷ dạy dỗ. Lâm Nhất cười tủm tỉm nói, ngươi dám, trong hộp kiếm tử diên, Tiểu Băng Phượng nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tử Lăng nhìn Lâm Nhất đầy kỳ quái, rồi nghiêm nghị nói, nếu đã xin lỗi, vậy thì không thể đi tay không. Đây là túi trữ vật của Bôn Lôi Ma Kiếm, khi đó có mấy người đang âm thầm tranh giành nó nhưng bị ta lấy được. Ta vẫn chưa xem nhưng chắc sẽ có thứ để hứng thú, nhất định phải nhận lấy. Trong mắt Lâm Nhất hiện lên vẻ kinh ngạc. Túi trữ vật của Bôn Lôi Ma Kiếm thực sự nằm trong tay sư tỷ. Điều này bất ngờ ghê, tuy nhiên, có vẻ như nàng ta thực sự cách Bôn Lôi Ma Kiếm khá gần, ngẫm lại thì sư tỷ là người có khả năng nhặt túi trữ vật này nhất. Vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Lâm Nhất cất túi trữ vật đi, nhẹ giọng nói. Diệp Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi kéo cô nhóc Vũ Nhược về. Lúc nàng ta chuẩn bị rời khỏi Đinh Phong Cư, đột nhiên dừng lại, khẽ nói, đúng rồi, để đừng nghe con nhóc này nói bậy. Đệ là khá tuyệt, tốt tính, nhưng ta thật sự không có hứng thú với đệ nên đừng hiểu lầm gì. Lâm Nhất sửng sốt vài giây rồi mới cười khổ. Hiểu lầm này thực sự cực kỳ lớn rồi. Trong hộp kiếm tử diên, sau khi nghe xong, Tiểu Băng Phượng cười lớn, Tiểu Lâm Nhất, ngươi là người tốt, ha ha ha. Sau khi Diệp Tử Lăng đi xa, Tiểu Băng Phượng lẻn ra khỏi hộp kiếm tử diên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy hiện lên chút sợ hãi. Ngày thường đại đế không sợ trời không sợ đất. Gặp ai cũng kể hồi đó mình thế này thế kia. Hoặc là dí chết bằng một ngón tay, không thì phun thần viêm, cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng hễ gặp Diệp Tử Lăng, nàng ấy còn chẳng dám lộ mặt, coi như vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cuối cùng nữ ma đầu này cũng đi rồi. Tiểu Băng Phượng căm hận nói. Nói mới nhớ, ta có thể vào hộp kiếm này được không? Lâm Nhất rất tò mò về hộp kiếm tử diên. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Băng Phượng chui tới chui lui trong đó, hắn vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu Băng Phượng nhìn qua rồi cười nói, muốn có được truyền thừa của tiểu tử thối kia hả? Chờ ngươi là tinh quân lại nói, bây giờ ngươi vẫn chưa thể khống chế được luyện hóa tử diên thánh hỏa. Truyền thừa của tử diên kiếm thánh không phải của nàng. Lai lịch truyền thừa trong hộp kiếm lớn hơn trời nhiều, bây giờ ngươi còn non lắm. Núi thánh kiếm thì sao? Không phải lúc đó ngươi nói nó có bí mật, nhưng khi ta lên đến đỉnh núi, ngươi lại không nói gì, chả nhẽ ngươi nhìn nhầm. Lâm Nhất cười khẽ rồi nhẹ nhàng nói. Thôi đi, chẳng có nơi nào bổn đế nhìn lầm cả. Có điều ta cũng không rõ về bí mật của núi thánh kiếm lắm, chỉ có mấy suy đoán thôi. Nếu đoán đúng, hừm,
vậy thì nguồn gốc lớn lắm. Tiểu Băng Phượng bày vẻ cao thâm khó lường, lải nhải nói. Lâm Nhất đã đoán được đối phương sẽ thế này, có lẽ nàng ấy không biết bí mật nào cả nên chỉ đành làm bộ thần bí. Lâm Nhất không để ý tới Tiểu Băng Phượng mà nhìn vào túi chữ vật, ánh mắt lóe lên. Ban đầu hắn không nghĩ đến trong túi chữ vật có thứ gì, ngược lại hắn nghĩ tới phải tăng thêm thực lực của Tiểu Tặc Miêu. Thái Cổ Long Viên Quyết của nó chắc đang gặp phải bình cảnh, nếu không nó đã đột phá tỉnh quân từ lâu rồi. Đáng tiếc Lâm Nhất không hiểu về Thái Cổ Long Viên Quyết. Đây là Nguyệt Vi Vi truyền lại cho Tiểu Tặc Miêu. Lâm Nhất liếc mắt, nhìn sang Tiểu Băng Phượng. Đại đế, người đã từng nghe nói tới Thái Cổ Long Viên Quyết chưa? Lâm Nhất mỉm cười nói. Tiểu Băng Phong mím môi, quay đầu nói, ta chưa từng nghe nói qua. Hừ, vừa rồi có người muốn giao ta cho Diệp Tử Lăng, Thái Cổ Long Viên Quyết gì chứ? Bổn đế chỉ là một con nhóc mà thôi, cần phải được dạy dỗ. Ha ha ha. Lâm Nhất cười rộ lên, con nhóc này thật sự thù dai, chỉ trêu chọc nàng ấy một chút là lập tức ghim thù. Nhưng tính khí nhỏ này khá dễ thương. Đại đế, ngươi xem đây là cái gì? Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi chữ vật, lấy thiên niên hỏa do Lạc Hoa để lại ra rồi đặt lên bàn đá. Thiên niên hỏa, hai mắt Tiểu Băng Phượng sáng bừng, liếc nhìn mấy lần, sau đó nhỏ giọng nói, hừ, bổn đế cũng không hiếm lạ gì. Năm đó bổn đế uống toàn là ngọc lộ quỳnh giao. Đều là rượu tiên mà chỉ có thánh vương mới có tư cách uống, thiên niên hỏa. Còn tạm, vốn dĩ Tiểu Băng Phượng định nói thiên niên hỏa chẳng là gì cả, nhưng ánh mắt đã bán đứng nàng ấy, không biết ánh mắt đã dán chặt vào thiên niên hỏa từ lúc nào. Giọng nói càng lúc càng nhỏ rồi lén lút thay đổi giọng điệu. Vậy ta tặng ngươi, đại đế cố nhận vậy. Lâm Nhất đưa tay ra đẩy, vèo, vừa mới đẩy được nửa đường, Tiểu Băng Phượng đã lấy đi mất. Động tác thực sự rất nhanh. Lâm Nhất mỉm cười. Khẽ nói, Tiểu Tặc Miêu đang luyện Thái Cổ Long Viên Quyết, chắc hẳn gặp phải bình cảnh, người biết có cách gì không? Vèo, Tiểu Tặc Miêu nhảy lên trên bàn đá, nhìn Tiểu Băng Phượng với vẻ mặt đáng thương, chắc hẳn trong khoảng thời gian này nó cũng rất khó chịu. Tiểu Băng Phượng cười nhẹ nói, hi hi, bổn đế đã sớm phát hiện ra, ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi tu luyện đến tầng 3, đột phá mỗi một tầng của Thái Cổ Long Viên Quyết này đều cần phải có một dị quả 5.000 năm chứa chân long. Phẩm chất của dị quả này cực kỳ cao, ít nhất phải là thánh quả, điều này rất khó. Ở thời kỳ Hoàng Kim Thượng Cổ, Thái Cổ Long Viên Quyết này cực kỳ thịnh hành trong yêu tộc, cạnh tranh rất khốc liệt. Mỗi khi có dị quả chân long xuất hiện, lão đại của yêu tộc nhất định sẽ tới. Dị quả chân long này không phải là chân long thánh dịch của ngươi, phải là máu chân long thuần khiết mới được. Lâm Nhất hiểu rõ điều này. Tên chân long thánh dịch có hai chữ chân long, trên thực tế đều được chiết xuất từ yêu thú có chứa máu rồng. Mặc dù cực kỳ hiếm nhưng có thể phải mất hàng trăm yêu thú mang máu rồng mới có được một giọt chân long thánh dịch. Nhưng xét cho cùng, đó không phải là máu chân long thuần khiết, dù có tinh luyện thế nào đi chăng nữa thì độ thuần khiết cũng không thể hoàn hảo. Nghe xong, Tiểu Tặc Miêu hơi buồn bã cúi đầu, khó chịu nhìn chằm chằm vào móng vuốt của mình. Ở trên đường lên trời, nó oai phong khí phách, đến mức có mấy thủ đoạn ngay cả Lâm Nhất cũng không sánh được. Trong thế giới rộng lớn này, nó thực sự không muốn làm gánh nặng cho Lâm Nhất. Có dị quả long huyết không? Cũng có thể sử dụng thần huyết. Lâm Nhất dò hỏi, quả thần huyết, Tiểu Băng Phượng vô cùng kinh ngạc, nàng ấy biết trong tay Lâm Nhất có huyết quả cửu diệp thần. Một khi tin tức về loại thần quả này bị dò dỉ ở thế giới Côn Luân, nó sẽ lập tức thu hút vô số thánh giả, thậm chí cả các thánh vương cũng sẽ xuất hiện. Thần huyết quả cực kỳ chân quý, chưa kể huyết quả cửu diệp thần còn quý. Giá đến mức toàn bộ Phù Vân Kiếm Tông buộc vào với nhau cũng không so được một chiếc thần diệp. Dù chỉ vài giọt xương trên thần diệp cũng có giá trị vô lượng. Nếu là thần huyết quả thì một mảnh thần diệp là đủ rồi. Nhưng ngươi có chắc không? Tiểu Băng Phượng nghiêm nghị nói, bây giờ chắc chắn không có nhiều cao thủ yêu tộc luyện công pháp này so với thời thượng cổ, có lẽ chúng ta phải nghĩ cách tìm ra dị quả chân long. 9 mảnh thần diệp đều cực kỳ quý hiếm, giá trị không hề thua kém thần quả. Về mặt lý thuyết, thần quả có giá trị cao nhất. Tuy nhiên, ngay cả cao thủ cảnh giới long mạch cũng không thể luyện hóa ra thần quả, nhưng thần diệp lại hoàn toàn khác. Tỉnh quân đủ yêu nghiệt có thể luyện hóa nó, cao thủ cảnh giới thần đan có thể hoàn toàn luyện hóa nó. Một số cao thủ thế hệ cũ chắc chắn sẽ sẵn sàng trả giá cắt cổ để mua chúng nhằm huấn luyện các thế hệ sau của mình. Ta có gì không chắc chứ? Đây không phải là lẽ dĩ nhiên sao? Lâm Nhất cười, hắn với Tiểu Tặc Miêu không phân biệt này nọ đâu. Lúc này, hắn lấy bình tịnh ngọc ra, trong bình thủy tinh trong suốt. Quả thần huyết tỏa ra ánh sáng không thể dùng lời để diễn tả. Lúc ẩn lúc hiện, óng ánh rực rỡ. Sẽ không làm người khác chú ý chứ?
Lâm Nhất nhìn Tiểu Băng Phượng rồi cẩn thận nói. Người khác ở đây, chủ yếu là chỉ trưởng môn Phù Vân, ông trưởng môn này thực lực sâu không lường được, Lâm Nhất đoán đối phương đã nắm chắc thần tiêu kiếm ý từ lâu rồi. Tiểu Băng Phượng không nói gì, nàng ta lơ lửng trên không trung, tóc dài để xõa. Ấn ký màu vàng và đỏ ở mi tâm hòa vào nhau tỏa ra thần quang, ngũ quan của nàng ta như băng khắc ngọc mài, giờ phút này trông cực kỳ thần thánh, làm người ta không thể nhìn thẳng vào. Đôi bàn tay làm cực nhanh, chỉ trong chốc lát hằng hà linh văn hiện lên, rồi bay nhanh đan xen vào nhau trên không trung. Am, vào khoảnh khắc linh trận sắp thành hình, hai đạo thần văn ở mi tâm bung ra như xiềng xích. Toàn bộ linh trận trở nên kín không kẽ hở trong nháy mắt, hóa thành kết giới im lặng bao phủ Đinh Phong cư. Sau khi làm xong tất cả, mặt Tiểu Băng Phượng tái nhợt, linh quang trong mắt cũng nhạt đi. Trận này to quá, Lâm Nhất líu lưỡi nói. Tiểu Băng Phượng thản nhiên nói, của thần huyết chân quý cỡ nào chứ, bổn đế làm vậy không phải để đề phòng ông trưởng môn Phù Vân kia, giới Côn Luân quá nhiều lão quái vật. Một khi bị người ta biết, người đang giữ kỳ vật này, thì 10 cái mạng cũng không đủ cho ngươi dùng, bây giờ thì được rồi. Lâm Nhất giải phong ấn cho Bình Tịnh Ngọc, quả thần huyết bay ra. Hắn đưa tay ra ngắt lấy một phiến lá trong đấy. Phiến lá kia tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trên phiến lá có ý chí thủy ẩn chứa trong đó, hạng ý chí đó nhắm thẳng vào đại đạo. Nếu là võ giả tu luyện ý chí thủy, có được phiến lá này thì ý chí võ đạo sẽ xảy ra sự lột xác chưa từng có. Giọt sương trên lá sáng lấp lánh, long lanh óng ánh, cực kỳ mê người. Tiểu Băng Phượng liếm môi, bẹp miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại ngại ngùng. Năm đó chắc đại đế đã từng uống không ít xương trên lá thần nhỉ. Lâm Nhất mỉm cười nói. Đúng vậy, năm đó bổn đế toàn uống băng cốc, trước khi uống ta còn xúc miệng 3 lần mới uống, lịch sự lắm. Tiểu Băng Phượng kiêu ngạo nói. Bây giờ uống tạm một ít nhé, nào há miệng. Vừa nãy Lâm Nhất rất thương nàng ta, thấy nàng ta ngại, bèn chủ động bảo. Nàng ta há miệng, hừ hừ, bổn đế sẽ uống tạm vậy. Tiểu Băng Phượng ngọ nguậy một chút, rồi ngẩng đầu há miệng. Lâm Nhất nghiêng chiếc lá cho từng giọt sương chảy xuống. Tách, theo việc giọt sương chảy vào miệng, vừa rồi mặt Tiểu Băng Phượng tái nhợt, bây giờ nhoáng cái đã hồng hào lên. Nàng ta tỉnh thần sảng khoái, hai mắt tỏa sáng, phong thái tươi tỉnh hơn. Chỉ chốc lát, sương trên lá thần đã chảy vào hết, lúc này Lâm Nhất mới dừng tay. Sau đó trông thấy Tiểu Tặc Miêu đang nhìn mình với mắt mong chờ, hắn cười cười rồi đưa lá thần đến bên miệng đối phương. Tiểu Tặc Miêu do dự một lát, không biết phải hạ miệng như nào. Mèo ngốc, Tiểu Băng Phượng ôm Tặc Miêu vào lòng, lấy lá diệp khỏi tay Lâm Nhất, rồi cười nói, ta dạy ngươi cách luyện hóa, ngươi cất ký quả thần, đưa ta lệnh bài kia của ngươi. Có lệnh bài, tức là có thể tùy ý đi lại ở Phù Vân Kiếm Tông, có thể tìm một chỗ yên lặng không người. Sau khi hai tên nhóc đó đi, Lâm Nhất lại chuyển tầm mắt lên túi chữ vật của Bôn Lôi Ma Kiếm, hắn cũng không kỳ vọng cho lắm. Hiện giờ hắn có cực kỳ nhiều đan tinh thần, ngay cả thánh binh cũng có một cây. Nên hắn sẽ không quá để ý đồ của Bôn Lôi Ma Kiếm. Dù sao cũng thì chỉ tà tu cấp bậc tinh quân, dù tiếng ác vang dội, bảo vật trên người cũng sẽ không quá giật gân. Quả đúng như dự đoán, trong túi chữ vật cũng chỉ có lơ thơ tí đan tinh thần, cùng với nhiều đồ linh tinh cướp được. Huyền Thiên Trọng Giáp mà Lâm Nhất có hứng thú nhất, hắn đã lục vài lượt cũng không thấy, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Dù gì đó cũng là công pháp chân phái của Huyền Thiên Tông, dù chỉ là bản thiếu, cũng không dễ tuồn ra ngoài. Trên thực tế, bảo vật và tài nguyên bên trong túi chữ vật cũng có kha khá đấy, đối với bất kỳ một đệ tử chân truyền nào của Phù Vân Kiếm Tông thì đây cũng được tính là một khoản của cải cực lớn. Dù là Diệp Tử Lăng cũng không ngoại lệ, chẳng qua đối với Lâm Nhất mà nói thì nó thật sự không có sức hấp dẫn mấy. Đây là, bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Nhất lóe ra tia khác thường, hắn lục thấy một miếng mộc bài trong túi đồ linh tinh. Răng rắc, hắn bóp nát mộc bài, một chiếc chìa khóa xinh xắn xuất hiện. Chiếc chìa khóa tỏa ra khí tức cổ xưa mà huyền ảo. Khô Huyền, Lâm Nhất phát hiện nét chữ trên chiếc chìa khóa, hắn đọc ra. Lai lịch của cái chìa khóa này cổ xưa lắm, trừ nét chữ khác giấu ra, thì không nhìn ra manh mối gì nữa. Nhưng trực giác nói với Lâm Nhất rằng, cái chìa khóa này không hề đơn giản. Tên này quả nhiên có bí mật. Trước đó, Lâm Nhất đã từng nghĩ, là một đệ tử của Huyền Thiên Tông, sao hắn ta lại chạy đến Thương Huyền Phủ. Có cơ hội phải nghe ngóng mới được. Tạm thời hắn không rảnh để suy nghĩ chuyện lai lịch của chiếc chìa khóa, nhưng có thời gian hắn sẽ đi nghe ngóng hai chữ Khô Huyền một phen. Lai lịch của chiếc chìa khóa bí ẩn Khô Huyền, Lâm Nhất chỉ ghi nhớ trong lòng chứ chưa gióng trống khua chiêng tìm kiếm, hiện giờ hắn không thể lãng phí thời gian. Hắn phải nhanh chóng đột phá thất hoa tụ đỉnh mới được, nếu không tu vi cứ kẹt ở cảnh giới thiên phách,
thì đó chuyện khá là khó chịu với Lâm Nhất. Lấy Tiêu Ngự kiếm, chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Tu vi mãi mãi là nền móng của tất cả. Nền móng không mạnh, tất cả đều vô nghĩa, chung quy là không thể cạnh tranh với thiên kiêu yêu nghiệt. Nếu đụng phải nhân tài ở cảnh giới tinh quân trở lên, thì dù có lấy Tiêu Ngự kiếm, cũng lâm vào tình thế bất lợi. Khi nền tảng tu vi mạnh đến một trình độ nhất định, dùng lực phá giỏi, là chuyện cực kỳ dễ dàng. May mà bây giờ hắn đã nắm được Âm Vương Hầu, bằng không nếu mà gặp. Phải nhân tài cảnh giới tinh quân, thì đúng chẳng có tí phần thắng nào. Theo thời gian dần trôi, cuộc thảo luận Phù Vân Kiếm Tông có liên quan với công tử Táng Hoa, đã dần lắng xuống. Lâm Nhất cứ rù rú trong nhà, ban ngày hắn dùng Thương Long Thánh Thiên Quyết luyện hóa chân Long Thánh Dịch, tối hắn tu luyện Phù Vân Thập Tam Kiếm và Phù Vân Kiếm Pháp. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, hắn sẽ cùng Lạc Hoa thổi tiêu đánh đàn, uống rượu nói chuyện phiếm. Những ngày này, lại trở về những ngày tháng yên bình như xưa. Nhưng khi chân Long Thánh Dịch sắp dùng hết, Lâm Nhất không thể không làm tiếp nghề cũ, lấy thân phận công tử Táng Hoa đi giết tà tu cho Phù Vân Kiếm Tông. Sau đó lại đổi được chân Long Thánh Dịch từ tay trưởng môn Phù Vân. Không thể không nói, cuộc buôn bán rất có lời, chỉ có điều danh tiếng của công tử Táng Hoa lên cao, việc giết tà tu của hắn lại khó hơn. Nhiều lúc, hắn vừa hiện thân thì đối phương sợ quá bỏ chạy luôn, thỉnh thoảng cũng sẽ thất thủ, dẫn tới tốn rất nhiều thời gian. Cũng có lúc gặp phải nguy hiểm, có cao thủ ma đạo của ma vực Thương Huyền, biết trong tay hắn có thánh binh. Nên khi xuất hiện, hắn gặp phải rất nhiều mai phục, Lâm Nhất cậy có mặt nạ ngân nguyệt huyền diệu, nên đã thoát được. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trôi qua 3 tháng rồi. Tính thời gian, Lâm Nhất đã ở Phù Vân Kiếm Tông được nửa năm rồi. Phù Vân Thập Tam Kiếm của hắn đã tu luyện đến kiếm thứ 10. Sau khi tốn hơn 200 giọt chân Long Thánh Dịch, Thương Long Thánh Thiên Quyết cũng lên đến cảnh giới đệ ngũ trọng. Thương Long Thánh Thiên Quyết là thần quyết luyện thể cực kỳ cổ xưa, chỉ mới tu luyện đến đệ ngũ trọng, Lâm Nhất chỉ dựa vào sức lực cơ bắp đã đủ để đối kháng với đệ tử tinh quân. Còn thiếu một trọng nữa, là có thể đạt tới cảnh giới Thương Long Thánh Thể. Cái gọi là Thương Long Thánh Thể không chỉ là một cái tên, mà là thánh thể hàng thật giá thật. Nó làm căn cốt từ linh thể biến đổi thành thánh thể. Loại thánh thể này, được xưng là hậu thiên thánh thể ở giới Côn Luân. Nếu so từ căn cốt thì chắc chắn không bì được với các quái vật là thánh thể ngay từ khi còn trong bụng mẹ, nhưng xét về mặt sức chiến đấu và sức chịu đựng của thân thể thì mỗi người một vẻ, chưa chắc đã thua. Giới Côn Luân to như này, võ học mà có thể tu luyện ra hậu thiên thánh thể, cũng là tồn tại như củ ấu lông phượng thôi. Lâm Nhất có thể tự tin ở Thương Long Thánh Thiên Thiên Quyết đệ lục trọng là có thể thử thất hoa tụ đỉnh. Y trận của hắn là Thương Long Thánh Thể, sau khi đạt đến đệ lục trọng, từ trong ra ngoài xác thịt sẽ xảy ra biến hóa quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả huyết mạch cũng sẽ hơi biến đổi, nếu Thương Long bảo cốt mà còn, hắn còn có thể có được huyết mạch long tộc. Thậm chí hắn có thể thử thất hoa tụ đỉnh từ sớm rồi cơ, Thương Long chi chủ ban cho hắn bảo cốt, vốn là để hắn đột phá vào cảnh giới cao nhất. Nhưng bảo cốt đã được đưa cho Tiểu Băng Phượng, Lâm Nhất cũng chẳng hối hận. Lâm Nhất rất thương nàng ta chỉ hay nói khoác, thỉnh thoảng khia mình vài câu thôi, còn lại đều rất tốt. Nàng ta cũng chỉ là một cô bé, vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say 10 vạn năm, năm đó nàng ta đã trải qua những gì, Lâm Nhất cũng không thể tưởng tượng. Tất nhiên, là thật hay giả hắn cũng không thể chắc chắn. Rốt cuộc có ngủ say 10 vạn năm hay không, với cái tính ngày thường hay nói khoác của nàng ta. Lâm Nhất thật sự không dễ khẳng định. Nửa năm qua, tu vi của Lâm Nhất vẫn bị kẹt ở thiên phách thất trọng cảnh, dẫn đến kha khá tiếng nghị luận ở Phù Vân Kiếm Tông. Dù sao thì ban đầu lúc Lâm Nhất tới Phù Vân Kiếm Tông, hắn leo được lên đỉnh núi Thánh Kiếm, đã gây chấn động khắp tông môn, bây giờ nửa năm đã qua tu vi vẫn dậm chân tại chỗ, có thể nói là rất kỳ lạ. Lúc trước Lâm Nhất ngông nghênh cỡ nào, bây giờ tâm thường như này, khó tránh khỏi sẽ có người nói vài câu khó nghe. Lâm Nhất chẳng quan tâm đến những cái này, tu vi đột phá, thực lực của hắn đâu có dậm chân tại chỗ đâu. Bây giờ, dù không có lấy Tiêu Ngự kiếm, chỉ dựa vào riêng Phù Vân Thập Tam kiếm thôi. Đã đủ để Lâm Nhất thắng tuyệt đại đa số đệ tử chân truyền rồi, hơn nữa còn thắng một cách rất nhẹ nhàng. Nếu hắn sử dụng cả kiếm ý thông thiên đại viên mãn, thì trừ Diệp Tử Lăng ra, hắn có thể quét ngang đám đệ tử chân truyền ở Phù Vân Kiếm Tông. Hôm nay, trời không mây, trời xanh. Trong đình phong cư, thanh loan bay tứ tung, lần đầu gặp, Phù Vân tế nhật, kiếm thứ hai, phong quyển tàn vân, kiếm thứ ba, cửu tiêu vân động, kiếm thứ 10, đẩy mây gặp trời. Lâm Nhất mặc một bộ thanh sam, tay cầm kiếm Táng Hoa, thân hình biến ảo kim quang lập lòe. Kim ô cửu biến và Phù Vân tập tam kiếm dung hợp một cách hoàn mỹ, quanh người hắn có mây mù lượn lờ,
mỗi một kiếm chém ra lại có một thanh Loan Thánh Linh bay ra. Trong khi kiếm quang lóe ra, hắn giống như mặc nhẫn thần phong, đứng trên mây. Khi kiếm thứ 10 được chém ra, 10 chú thanh loan vần quanh đỉnh núi, phát ra tiếng hót chói tai. Phảng phất như thập đại thánh linh đồng thời nở rộ, làm cho kiếm thế của Lâm Nhất đạt tới cảnh giới khủng bố trước nay chưa từng có. Trong khoảnh khắc này, sắc trời cũng trở nên ảm đạm, kiếm trong tay hắn tựa như có thể vùng ra khỏi trói buộc của trời đất bất cứ lúc nào. Ầm ầm ầm, từng tia chớp cắt qua hư không, dưới sắc trời âm u, dưới sắc trời, kiếm trong tay Lâm Nhất tỏa ra hàn quang như diệt thế. Nhất là khi kiếm thứ 10 đánh ra, gãy mây gặp trời, kiếm quang đó như thiên đạo vô tình, uy nghiêm hùng vĩ, chấn động lòng người. Lâm Nhất thu kiếm vào bao, cỗ uy áp khủng bố như diệt thế kia thật lâu vẫn chưa tan. Mây mù lượn lờ, điện quang chớp giật đùng đùng trong làn mây. Hắn đứng yên tại chỗ, dáng người không cao, nhưng lại cho người ta cảm giác sừng sững như vạn nhẫn cô phong. Ta là một ngọn núi thánh kiếm, Lâm Nhất khẽ tự nói, ánh mắt lóe lên, tài năng lộ rõ. Bây giờ nói chung là 10 kiếm đầu của Phù Vân Thập Tam Kiếm đã được luyện đến hóa cảnh, cái gọi là hóa cảnh tức là trên đỉnh phong viên mãn, xuất thần nhập hóa, hóa thành mình dùng. Bây giờ kiếm pháp này đã có ý cảnh và dấu ấn chỉ thuộc về Lâm Nhất, ta là một ngọn núi thánh kiếm, hắn có thể khai triển kiếm thế của mình hóa thành một ngọn núi như núi thánh kiếm. Người khác không hiểu được mây không phải là ý của ta, tu luyện đến đại thành đã là cực hạn rồi, đại đến viên mãn thì gần như là không có khả năng cho. Lắm. Cho dù một ngày nào đó tu luyện đến hóa cảnh, cũng không thể giống được Lâm Nhất, nắm chắc ý cảnh của núi Thánh Kiếm. Cái này không chỉ cần ý cảnh nửa bước tứ phẩm, mà còn cần có cơ thể đẹp đến nỗi hơn hẳn Tỉnh Quân, nếu không căn bản là không thể dựng lên dị tượng hào hùng là ngọn núi cao vạn trượng. Không chỉ Kim Ô Cửu Biến, tu luyện Thương Long Thánh Thiên Quyết cũng có thể dung hợp vào trong ý cảnh kiếm đạo. Kẹt ở Thiên Phách Thất Trọng Cảnh chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ ít thì nửa năm nay, ta đã thông hiểu toàn bộ võ học rồi. Lâm Nhất lẩm bẩm nói một mình, đổi sang người bình thường, tu vi một mực có tinh tiến, chắc chắn không thể có được tâm cảnh như của hẳn hiện giờ. Hình như cũng không tệ, Lâm Nhất cong môi, mỉm cười, mỗi cái là thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Nhoáng cái đã nửa năm nữa là hắn phải rời khỏi Phù Vân Kiếm Tông rồi. Nửa năm chung sống, hẳn rất có tình cảm với Phù Vân Kiếm Tông. Bất kể là rượu của Lạc cô nương, hay là sự tồn tại của cô nhóc Vũ Nhược kia. Thậm chí còn cả Diệp Tử Lăng lúc nào cũng lạnh lùng nữa, hẳn đều thấy rất tốt. Mấy tháng nữa là đến trận đấu xếp hạng vị trí ở Thương Huyền Phủ, không biết Diệp Tử Lăng có gánh được không? Nghe cô nhóc Vũ Nhược bảo, dạo này nàng ta đang đột phá lên cảnh giới tinh tượng. Đại cảnh cuối cùng ở cảnh giới tinh quân, lấy tinh nguyên trên trời ngưng tụ ra chư thiên tinh tượng, vẽ ra cảnh sắc thuộc về mình. Vui đột nhiên, kén kiếm ở mi tâm Lâm Nhất có cảm ứng gì đó, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trong phạm vi kiếm ý bao phủ. Có người tới, còn là một, người quen cũ. Người tới là Phùng Trương, lúc trước hắn ta nghi ngờ Lâm Nhất không có tư cách làm đệ tử chân truyền, sau đó hắn ta tự mình làm mất mặt mình. Thằng cha này đến đây làm gì? Lâm Nhất nghĩ đến người này, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, hắn có ấn tượng rất sâu đậm với người này. Nếu không phải do người này nhiều lần hành động trơ trến, thì hôm đó hắn sẽ không làm ra hành động thất bộ thành kiếm. Hình như trình độ kiếm đạo của Lâm Sư Huynh lại tiến bộ nữa rồi. Sau khi đi vào Định Phong Cư, Phùng Trương nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt hơi kính sợ rồi nói. Dạo gần đây, Phù Vân Kiếm Tông có rất nhiều tin đồn, bảo rằng Lâm Nhất chỉ là một kẻ tài hèn sức mọn, hôm đó leo được lên núi Thánh Kiếm chẳng qua là gặp may thôi. Nếu không thì không thể lý giải được vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn kẹt ở Thiên Phách. Nếu mà là ngày xưa thì chắc chắn Phùng Trương đã không phục rồi, có khi còn chủ động tới làm phiền Lâm Nhất, nhưng ngày đó hắn ta thật sự đã bị một bài học nhớ đời. Hắn ta triệt để tin phục Lâm Nhất, không dám có ý tưởng gì nữa. Quả nhiên, hôm nay gặp lại đối phương, hắn ta lập tức cảm nhận được một cỗ kiếm thế cực kỳ đáng sợ còn sót lại trên người đối phương. Kiếm thế đó đã tản đi 7-8 phần rồi, chỉ còn lại không đến một phần, nhưng vẫn làm cho. Người ta thấy áp lực như núi. Người đã thăng lên cảnh giới tinh hà rồi à? Lâm Nhất nhìn qua, hắn ngạc, nhiên nói, nửa năm trước, hắn nhớ hình như đối phương vẫn đang ở cảnh giới tinh nguyên. Xem ra nửa năm nay hắn ta đã tiến bộ rất nhiều. Gặp may thôi. Hôm đó Lâm Sư Huynh leo lên đỉnh núi Thánh Kiếm, tiếng chuông đại đạo, kiếm âm không dứt, ta đã thu hoạch được rất nhiều. Phùng Trương nói thật, còn khá khiêm tốn đấy chứ. Lâm Nhất cười, rồi hỏi, người tìm ta có việc gì? Người này ý mà, đã ra tay là không lưu tình tí nào. Nhưng nếu người khác lùi vài bước, không ngáng chân ngươi nữa,
thì hắn vẫn biết khoan dung độ lượng. Vũ Nhược sư muội sắp xuống núi đi rèn luyện, chỉ đích danh muốn huynh đi cùng. Diệp sư tỷ không khuyên được muội ấy, nên nhờ ta tới hỏi ý kiến của huynh. Phùng Trương hâm mộ nói, tiểu Vũ Nhược được xem là tiểu mỹ nhân nổi danh ở Phù Vân Kiếm Tông, mặc dù tuổi không lớn, nhưng dáng người khá là duyên dáng. Quan trọng nhất là nàng ta tính tình ngây thơ, hoạt bát vui vẻ, gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Tự nhiên làm cho người ta có ấn tượng tốt, trong lòng rất nhiều đệ tử, tiểu Vũ Nhược còn xinh đẹp hơn Diệp Tử Lăng. Nhưng tiểu sư muội này lại cứ thích quan tâm Lâm Nhất, ba ngày hai bữa lại đến Đinh Phong Cư. Thế là làm cho không biết bao nhiêu người ghen tị điên lên được, Phùng Trương cũng là một trong số đó. Khuôn mặt Lâm Nhất hiện lên ý cười, cuối cùng cô nhóc này cũng phải xuống núi rèn luyện rồi, nhưng quy cách cao thật đấy, ngay cả Diệp Tử Lăng đang bế quan cũng phải ra rồi. Ý của Diệp sư tỷ là, nếu huynh có việc thì không cần để ý đến tiểu sư muội. Phùng Trương nói tiếp, ta không có việc gì. Lâm Nhất mỉm cười, đối phương còn dừng lại cả việc đột phá lên tinh tượng, thế thì hình như hắn chẳng có chuyện gì quan trọng hơn rồi. Huống hồ mỗi lần Lâm Nhất xuất tông, hắn toàn dùng thân phận của công tử Táng Hoa, hình như hắn vẫn chưa chính thức đi ra ngoài với thân phận đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông. Thấy Lâm Nhất đồng ý, Phùng Trương không ở lại nữa. Hai người ở giữa rừng núi, đi xuống núi. Khi sắp hạ xuống, Lâm Nhất tập trung nhìn thì thấy Diệp Tử Lăng mặc váy dài màu tím, lộ ra đôi chân thon dài. Nàng ta vẫn như trước kia, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, vầng trán lộ ra sự sắc bén và anh khí khiếp người. Đứng bên cạnh là Tiểu Vũ Nhược, so với nàng ta, cô bé này nhanh nhẹn tinh quái, là một thiếu nữ tuổi xuân hoạt bát. Đôi mắt to long lanh, sau khi nhìn thấy Lâm Nhất tới, khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Trừ hai nàng, còn có hai vị đệ tử chân truyền ở cạnh, nếu thêm cả Lâm Nhất và Phùng Trương, thật ra trận thế này là cực lớn. Mặt trời mọc thật đẹp, ánh mắt trời chiếu xuống. Diệp Tử Lăng và Vũ Nhược, hai mỹ nhân một lớn một nhỏ, dưới ánh mắt trời có thể nói là có chút chói mắt. Bất kể là ai thì lần đầu gặp đều sẽ bị thu hút bởi diện mạo xinh đẹp và khí chất khác nhau của hai nữ tử, rồi không kìm được nhìn thêm vài cái. Còn về hai người bên cạnh hai nàng ấy, tu vi cũng không yếu, đều ở cảnh giới tỉnh Hà giống Phùng Trương. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, thân phận của cô nhóc Vũ Nhược chắc chắn không đơn giản, đệ tử chân truyền cảnh giới tinh Hà có thể nói là quân tinh nhuệ của Phù Vân Kiếm Tông. Ta tưởng đệ sẽ không tới cơ, con bé này hồ nháo, đệ cũng chiều nó. Diệp Tử Lăng nhíu mày. Người khác không rõ chứ nàng ta biết rõ Lâm Nhất đang thử đột phá thất hoa tụ đỉnh. Thời gian của hẳn quý giá cỡ nào chứ, không phải để lãng phí đâu. Không sao, Lâm Nhất mỉm cười, không hề nhiều lời. Tiểu Vũ Nhược cũng được tính là nửa đệ tử của hắn, Phù Vân Thập Kiếm, cơ bản toàn là Lâm Nhất dạy cho nàng ta, hơn nữa ngày thường nàng ta cũng hay. Tới tìm Lâm Nhất xin dạy bảo, cô nhóc này tính tình cực tốt, ngây thơ hồn nhiên, Lâm Nhất cũng khá là quan tâm tới lần đầu tiên nàng ta thí luyện. Thân là kiếm khách, không thể cứ trưởng thành trong tông môn suốt đời được, cũng không thể trốn sau lưng Diệp Tử Lăng suốt đời. Đi thôi, Diệp Tử Lăng không hỏi nhiều, nàng ta đưa tay ra vẫy, chỉ thấy ở đỉnh núi phương xa có một con ma điêu màu đen bay tới. Mấy người lần lượt trèo lên ma điêu, sau khi ngồi vững, ma điêu tung cánh, vẽ ra hai đạo khí lãng, cơ thể to lớn điên cuồng bay lượn như tia chớp trong núi rừng. Lâm Nhất ngồi ngay ngắn trên tấm lưng rộng của ma điêu, cảm nhận được. Tốc độ của ma điêu, chỉ nguyên tốc độ di chuyển thẳng thôi, con ma điêu này nhanh hơn thân pháp của hẳn nhiều. Diệp Tử Lăng ngồi hàng đầu, dáng người cao gầy, thỉnh thoảng mấy người khác có trò chuyện với nàng ta vài câu. Lâm Nhất lấy thân phận công tử Táng Hoa hành tẩu ở Thương Huyền Phủ, thỉnh thoảng hắn gặp mấy tên tà tu chế nhạo Phù Vân Kiếm Tông, họ bảo mấy năm nay Phù Vân Kiếm Tông toàn dựa vào một nữ nhân chống đỡ cho. Sự thực là vậy, nhưng ở nội bộ Phù Vân Kiếm Tông, hầu như toàn bộ đệ tử chân truyền vẫn khá là tin phục đại sư tỷ của bọn họ. Những việc nàng ta làm cho Phù Vân Kiếm Tông, mọi người đều thấy, một tiếng đại sư tỷ này cũng không phải chỉ dựa vào mỗi thực lực đâu. Theo lý giải của Lâm Nhất, với thiên phú của nàng ta, dù có vào kiếm tông thì cũng không vấn đề gì. Ngẫm nghĩ chắc phải có điều gì đó duy trì nên nàng ta mới không đi, một mực ở Phù Vân Kiếm Tông. Hoang cổ vực kiếm tông, có mấy người có thể nắm được kiếm ý ở cảnh giới thông thiên. E là cũng chỉ như lông phượng củ ấu, sẽ không có quá nhiều. Từ vẻ mặt của mấy đệ tử, Lâm Nhất có thể cảm nhận thấy rõ, sự kính phục và một chút ái mộ mà mấy người này dành cho Diệp Tử Lăng. Lâm Nhất cười, hắn cũng không bất ngờ về điều này. Nữ tử giống như nàng ta, chưa bàn đến mỹ mạo, chỉ nguyên khí chất của nàng ta thôi đã đủ để nhiều người hướng về rồi. Chỉ có điều tính cách có hơi ngạo kiều,
từ trước đến giờ nàng ta vẫn lạnh nhạt với Lâm Nhất, chẳng tỏ thái độ gì, có khi sau khi biết thiên phú và thực lực của hắn, nàng ta vẫn phê bình kín đáo ấy chứ. Ta ấy à, chính là một người tốt, nghĩ đến lời đối phương nói, Lâm Nhất không kìm được cong môi cười, thực ra đại sư tỷ như thế cũng rất tuyệt. Lâm Nhất, đúng lúc này, Diệp Tử Lăng đang ngồi ở đằng trước bỗng quay đầu lại, mấy người cũng nhìn sang hắn. À, sao thế? Lâm Nhất tỉnh táo lại, hỏi. Diệp Tử Lăng nhìn hắn rồi nói, ta nghĩ rồi, đệ tới Phủ Vân Kiếm Tông, chắc đây cũng là lần đầu tiên đệ xuất tông. Đệ có thiên tư hơn người, nhưng suy cho, cùng tu vi mới chỉ ở cảnh giới thiên phách, đệ đừng ngông nghênh quá. Nơi lát nữa tới không như Phủ Vân Kiếm Tông đâu, nếu ngông nghênh quá rồi gây rắc. Rồi, thì chưa chắc ta đã bảo vệ được đệ đâu. Lâm Nhất ò một tiếng, mỉm cười, trong lòng thì giật mình. Thảo nào đối phương thấy mình và Phùng Chính tới thì vẻ mặt có chút bất mãn, hóa ra nàng ta cũng coi mình thành đối tượng cần bảo vệ. Có sư tỷ ở đây, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Nhất gật đầu nói, tất nhiên rồi, một thanh niên ngồi bên cạnh Phùng Chính lên tiếng, đại sư tỷ là nhân tài kiệt xuất trên quân bảng, yêu nghiệt nắm chắc kiếm ý thông thiên, trong Thương Huyền phủ này, không ai bằng được thiên phú kiếm đạo của tỷ ấy. Cho dù có đi hoang cổ vực, thì vẫn yên ổn được, có đại sư tỷ ở đây tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Đâu có như người nào đó, dựa vào may mắn mới được làm đệ tử chân truyền phòng chữ thiên. Lâm Nhất ngẩn ra, ít nhiều gì cũng hơi bất đắc dĩ, hắn cười gượng. Đệ tử chân truyền phòng chữ thiên, cái đó có phải hắn chủ động xin đâu, là ông già trưởng môn Phù Vân kia chủ động cho hắn mà. Không phải đâu, Phù Vân thập tam kiếm của Nhất sư huynh đã tu luyện đến kiếm thứ 10 rồi. Hơn nữa còn đạt đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Tiểu Vũ Nhược không vui rồi, nàng ta không thích người khác nói xấu Nhất sư huynh. Nàng ta vừa dứt lời, mấy người khác đều sửng sốt, ánh mắt họ hiện lên vẻ không thể tin nổi. Phù Vân thập tam kiếm là kiếm pháp nổi tiếng, tiếng tăm lừng lẫy ở khắp hoang cổ vực, đệ tử chân truyền bình thường, tu luyện được 1-2-3 kiếm ở. Mức đại thành là đã ghê gớm lắm rồi, có thể tu luyện toàn bộ 10 kiếm đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Nói thế không khỏi khoa trương quá rồi đấy, đến đại sư tỷ còn chưa chắc đã làm được. Thật à, ánh mắt Diệp Tử Lăng lóe ra vẻ khác thường, nhưng nàng ta không hoài nghỉ, nàng ta chỉ khó nén được kinh hãi thôi. May mắn, Lâm Nhất cười, từ chối cho ý kiến. Đỉnh phong viên mãn ư, thế thì xem nhẹ hắn quá, nửa năm tập một môn kiếm pháp, há lại chỉ luyện đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn cơ chứ, hắn luyện thành hóa cảnh từ lâu rồi. Đấy là trong tình trạng hắn còn phải phân tâm tu luyện lấy Tiêu Ngự kiếm và Thương Long Thánh Thiên Quyết, bằng không ba kiếm cuối mạnh nhất cũng không phải chuyện quá khó khăn với Lâm Nhất. Còn lâu mới là may mắn. Nhất sư huynh giỏi ý. Tiểu Vũ Nhược rất là tự hào nói. Lâm Nhất cười gượng, vội vàng trừng mắt nhìn nàng ta một cái, cô nhóc này đừng có mà gây thêm phiền phức cho hắn nữa. Nếu cô nhóc còn nói thêm nữa thì e là sự tích ở con đường thông thiên của hắn sẽ lộ ra mất. Thiên phú kiếm đạo của đệ còn mạnh hơn ta tưởng. Diệp Tử Lăng không thể không thừa nhận, đối phương thật sự đáng sợ, không hổ là người đứng đầu bảng ở thiên lộ thứ 9. Cũng tạm, ta chỉ mạnh hơn các vị sư huynh một chút mà thôi. Lâm Nhất cười nhẹ một cái, sau đó hắn nhìn mấy vị đệ tử chân truyền rất khó chịu với mình đây, rồi tận tâm nói. Hừ, mấy người quay mặt đi, không nhìn hắn, tuy trong lòng thật sự rất khó chịu, nhưng thiên phú kiếm đạo của tên này thật sự mạnh đến mức làm người ta giận sôi. May mà tu vi của hắn vẫn đang mắc kẹt. Thiên phú khác không khoa trương như thiên phú kiếm đạo, nửa năm rồi mà vẫn ở thiên phách thất trọng cảnh, nếu không e là đoàn người đã bị hắn dẫm nát dưới chân rồi. Diệp Tử Lăng không có để ý đến sự tranh đấu âm thầm giữa mấy người, nàng ta thản nhiên nói, nơi chúng ta phải đi lần này, là biển Khô Huyền, đó là chỗ như nào chắc mọi người đều rõ cả. Chỗ đó là nơi các tông phái giao tiếp, ta tu thường lui tới và nó nằm ở biên giới của Thương Huyền Phủ. Những kẻ dám hiện thân ở đó toàn là kẻ độc ác. Mọi người đừng lơ là, nếu không sẽ chết thật đói. Câu này chủ yếu là nàng ta nhắm vào Lâm Nhất, những người khác kể cả Vũ Nhược, đều biết biển Khô Huyền là nơi như thế nào. Lâm Nhất ngẩn ra, rõ ràng là ngây người rồi. Biển Khô Huyền, sao lại trùng hợp thế chứ? Chiếc chìa khóa bí ẩn trong tay hắn, vừa khéo khắc hai chữ Khô Huyền. Mà điều tung cánh màu đen bay qua những tầng mây, nhanh như chớp, phong cảnh xung quanh đều vụt qua như tia chớp. Lâm Nhất tỉnh bơ nghe đối phương giới thiệu. Cuối cùng hắn đã biết được đại nờ Khô Huyền là nơi như thế nào. Biển Khô Huyền nằm ở biên giới của Thương Huyền Phủ, ra biển Khô Huyền, cơ bản chính là ra khỏi Đông Hoang, đi lên phía trước chính là biển loạn ma cực kỳ khủng bố. Nơi đó không còn là phạm vi mà đế quốc Thần Long có thể quản lý, biển rộng mênh mông, đối với nhiều người thì đó là nơi cực kỳ nguy hiểm.
Bởi vì ở chỗ xa, rất nhiều tà tu dự tính hoàn toàn rời khỏi Đông Hoang, thì đều sẽ chọn dừng chân ở biển Khô Huyền. Cũng có một số tà tu hung cùng cực ác, cũng sẽ chọn cắm rễ ở biển Khô Huyền, bởi vì chỗ này ba không quản. Nơi giao nhau giữa các tông phái, không ai quản lý hết được. Nhưng một chỗ nguy hiểm như thế này, lại hội tụ tinh hoa nhật nguyệt dồi dào, trên đảo có nhiều loại mạch khoáng quý hiếm. Cơ hồ giá trị của mỗi hòn đảo nhỏ đều không thể ước lượng, trong đó bốn hòn đảo có giá trị lớn nhất đều nằm trong tay bốn tông phái lớn. Ngoại trừ bốn đảo chính này ra, những đảo khác trong biển Khô Huyền đều không an toàn cho lắm, thỉnh thoảng có tà tu ghé thăm. Mục đích họ đến đây lần này, chính là đảo Thiên Thủy, do Phù Vân Kiếm Tông quản lý, trên đảo có mấy mạch khoáng canh kim lận. Canh kim giá trị quý hiếm, là vật liệu không thể thiếu trong chế tạo thánh khí, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện canh kim cực phẩm, thánh văn khắc dấu cổ xưa mà nguyên thủy. Lâm Nhất hiểu rồi, thí luyện của Tiểu Vũ Nhược chính là tới đảo này, canh giữ một thời gian. Nhiệm vụ này coi như tương đối nhẹ nhàng, danh tiếng của bốn tông phái lớn còn ở đây, bình thường cũng chẳng có tà tu nào không có mắt lại chạy tới đây gây sự. Thỉnh thoảng có kẻ gây sự, thì cũng chỉ ăn trộm tí khoáng thạch, hiếm khi có nguy hiểm. Lâm Nhất cười khổ không thôi, đây đâu tính là lịch luyện, có khác gì ra ngoài chơi đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất thả lỏng hơn nhiều rồi. Hắn đang nghĩ xem đến lúc đó có thể lén chuồn ra ngoài, đi nghe ngóng một phen không. Xem rốt cuộc biển Khô Huyền và chiếc chìa khóa bí mật Khô Huyền có liên quan đến nhau không. 5 ngày sau, Ma Điêu đã chở đoàn người tới phạm vi của biển Khô Huyền, Lâm Nhất đang ngủ gật, lập tức có cảm ứng. Hắn mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vùng biển màu đỏ tươi, trong nước biển tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt. Cái này còn chưa là gì, điều thật sự làm Lâm Nhất ngạc nhiên đó là, trung tâm vùng biển này có một khu vực bị bao phủ bởi phong bạo cơn gió dữ, hung bạo màu đen. Cách xa quá, Lâm Nhất không nhìn rõ được, nhưng hẳn có thể mơ hồ cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong cơn gió giữ màu đen. Quá là lạ lùng, thế mà trong lòng Lâm Nhất lờ mờ cảm thấy, với cấp phong bạo này thì dù có là trưởng môn Phù Vân, cũng không thể xông vào. Đó là nơi nào? Lâm Nhất chỉ tay qua, hắn không kìm được hỏi. Diệp Tử Lăng nhìn rồi thản nhiên nói, đó là khu vực cấm ở biển Khô Huyền, vùng biển này cũng vì nó mà có tên đấy. Nơi đó là đảo Khô Huyền, nơi ngã xuống của Khô Huyền Đại Thánh. Đảo Khô Huyền nơi Khô Huyền Đại Thánh qua đời. Lâm Nhất thưởng thức ý nghĩa trong đó, Đại Thánh không phải chỉ là một danh hiệu, mà là cảnh giới nhất định của một vị Thánh. Chỉ có nhân vật đáng sợ nhất trong số các Thánh giả mới được gọi là Đại Thánh, Khô Huyền Đại Thánh và chìa khóa bí mật của ông ấy. Trong thoáng chốc, Lâm Nhất thầm nảy ra rất nhiều ý tưởng, có vẻ bổn lôi ma kiếm đã để mắt tới đảo Khô Huyền. Đừng có ý đồ với đảo Khô Huyền. Đây là cấm địa nơi các thánh giả qua đời. Có tiên đoán rằng một ngày nào đó, đảo Khô Huyền sẽ mở ra một số hạn chế nhất định. Trước đó, ai đến sẽ chết. Diệp Tử Lăng liếc nhìn Lâm Nhất, biết hắn luôn vênh váo nên khẽ cảnh cáo. Lâm Nhất cười nói, ta sẽ không xông bừa vào, chỉ tùy tiện hỏi một chút, Khô Huyền Đại Thánh có lai lịch gì thế? Mà sau khi chết vẫn tiếng tăm lừng lẫy như vậy, ngay cả thánh giả cũng qua đời à? Các thánh giả tương đương với những nhân vật trong truyền thuyết. Ở khu vực Côn Luân, dù ở đâu các thánh giả đều là những tồn tại hàng đầu ở khu vực đó. Nhiều người cả đời còn chẳng được nhìn thấy mặt thánh giả một lần. Các đệ tử thân truyền khác của Phù Vân Kiếm Tông không quan tâm đến điều này. Đảo Khô Huyền chỉ là một cái tên đối với họ mà thôi. Họ đã nghe về nó vô số lần. Bất cứ ai ở Thương Huyền Phủ hầu như đều biết đến truyền thuyết về đảo Khô Huyền. Ông ấy là truyền nhân của Nam Hoàng một trong cửu đế. Diệp Tử Lăng nhẹ nhàng nói một câu. Cũng không giải thích quá nhiều. Cửu đế Côn Luân, trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện kinh ngạc. Phật đế, Ma đế, Yêu đế, Nữ đế, Kiếm đế, Đao đế, Lôi đế, Bạch đế, Nam đế, những cao thủ tuyệt thế này tung hoành suốt 3.000 năm trước, giờ đã trở thành những nhân vật thần thoại. Thật khó tin Khô Huyền Đại Thánh này thực sự là truyền nhân của Nam đế. Phần lớn cửu đế đều không xuất hiện, rõ ràng có một số đã qua đời, Nam đế chính là một trong số đó. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dấy lên muôn vàn gợn sóng. Hiển nhiên hắn không ngờ chiếc chìa khóa bí mật trong tay mình lại có liên quan đến Nam đế, một trong cửu đế. Hắc Sực Ma Điêu bay vòng qua đảo Khô Huyền từ đằng xa. Nửa canh giờ sau, hòn đảo ẩn chứa nhiều bí ẩn này đã biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Nhất. Sau 3 ngày bay với cường độ cao như vậy, cuối cùng họ cũng đã tới đích đến đảo Thiên Băng. Lâm Nhất cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên thì thấy một hòn đảo màu vàng nhạt trong tầm nhìn của mình, toàn bộ hòn đảo bị bao phủ trong một lớp sương khói xám xịt, một luồng khí mạnh mẽ và sắc bén lan tỏa bên trong nó.
Toàn bộ hòn đảo tràn ngập ý chí kim mạnh mẽ. Ý chí kim là phong thủy bảo. Địa rất tốt cho các tu sĩ kiếm đạo. Nếu luyện tập ở đây lâu, tài năng kiếm thuật sẽ tiến bộ rất nhanh. Đảo Thiên Băng rất rộng lớn. Phù Vân Kiếm Tông đã có đệ tử thân truyền đóng quân ở đây từ lâu, đặc biệt là nơi có mạch khoáng canh kim, được canh phòng nghiêm ngặt và bày vô số trận pháp. Ở những nơi khác cũng không nghiêm ngặt như vậy, thỉnh thoảng có tà tu đến mạo hiểm, Phù Vân Kiếm Tông cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt. Dù sao nơi này cách xa tông môn, diện tích lại quá rộng lớn nên không thể bao quát hết được mọi thứ. Nhất là những năm gần đây, danh tiếng của Phù Vân Kiếm Tông đã giảm mạnh, thực lực tổng thể kém hơn ba tông môn còn lại rất nhiều. Một lúc sau, Hắc Dực Ma Điêu đáp xuống một khu mỏ. Vun vút, họ vừa mới đứng vững, đã có hơn chục bóng người lao vút về phía họ, không ai ngoại lệ, đều là đệ tử thân truyền của tông môn. Trong số họ cũng có một số chấp sự, những người được gọi là chấp sự đều là những đệ tử thân truyền đã luống tuổi, tiềm lực đã bị đào rỗng, không thể tiếp tục làm đệ tử thân truyền. Họ muốn ở lại tông môn thì chỉ có thể làm chấp sự. Phần lớn những người này đều có tu vi cảnh giới tinh tược. Nếu tu vi là cảnh giới thần đan thì sẽ được thăng cấp trưởng lão. Đại sư tỷ, sau khi nhìn thấy người đến là Diệp Tử Lăng dẫn đầu, hơn 10 người bao gồm cả chấp sự cảnh giới tinh tượng kia đều tỏ vẻ cung kính hơn rất nhiều. Người dẫn đầu bên kia là một thanh niên mặc áo xanh. Hắn ta có vẻ ngoài khá tuấn tú, khoảng hơn 30 tuổi, rõ ràng hẳn ta là một chấp sự. Liễu sư huynh, khi Diệp Tử Lăng nhìn thấy người này, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Có lẽ trước kia từng được những người này chăm sóc nên hai bên khá thân quen. Đây là những đệ tử thân truyền đi cùng ta trong chuyến đi này. Hầu hết mọi người đều biết nhau. Đây là lần đầu tiên Vũ Nhược rời khỏi tông môn. Đây là Lâm Nhất, đệ tử thân truyền chữ thiên mới thăng chức của tông môn. Diệp Tử Lăng và thanh niên họ Liễu kia trò chuyện đôi câu rồi giới thiệu Vũ Nhược và Lâm Nhất cho hắn ta. Là đệ tử thân truyền chữ thiên, cảnh giới thiên phách, thanh niên họ Liễu và những người khác nghe vậy. Vẻ mặt hơi kỳ quái, bội phận này quá cao nên họ đành phải gọi hắn là sư huynh theo. Diệp Tử Lăng cười nhẹ nói, đừng coi thường hắn, chính hắn lúc trước đã phá vỡ kỷ lục ngàn năm leo lên đỉnh núi Thánh Kiếm đấy. Sắc mặt của mấy người hơi thay đổi, không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt, bấy giờ mới gọi Lâm sư huynh. Liễu Nguyên, bái kiến Lâm sư huynh, thanh niên họ Liễu chắp tay với Lâm Nhất, trên mặt mỉm cười, khẽ nói, có thể leo lên đỉnh Thánh Kiếm. E rằng chúng a không so được thiên phú về kiếm đạo với Lâm sư huynh. Còn tạm, Lâm Nhất không tỏ vẻ gì chỉ và mỉm cười hờ hững. Nghe nói gần đây trên đảo có động tĩnh khác thường. Diệp Tử Lăng đi thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng chuyện chính của chuyến đi lần này. Số lượng yêu thú trên đảo ngày càng tăng, một số thậm chí còn là yêu thú trong biển, vô cớ chạy lên đảo. Chúng ta hơi thiếu nhân lực nên chỉ có thể nhờ tông môn phái một số đệ tử thân truyền tới đây. Liễu Nguyên nhỏ giọng đáp. Đưa chúng ta đến đó. Diệp Tử Lăng gật đầu, vẻ mặt Tiêu Vũ Nhược trở nên kích động, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lâm Nhất không mấy hứng thú với việc này. Cái gọi là lịch luyện này chỉ là giết yêu thú và thấy máu mà thôi. Thời gian còn lại phải ở lại trên đảo Thiên Băng, mấy ngày sau là sẽ thấy chán. Cũng chỉ có mình Vũ Nhược hào hứng, còn các đệ tử thân truyền khác không mấy hứng thú hay để bụng. Có rất nhiều canh kim trên đảo Thiên Băng. Họ có càng để ý tới đống bảo, thạch này hơn. Phần thưởng cho chuyến đi này cũng liên quan đến canh kim. Liễu Nguyên bảo những người khác trở về, hắn ta tự dẫn cả nhóm đi về phía khu vực yêu thú đang tăng lên rõ rệt kia. Nơi đó cách chỗ chúng ta đóng quân có chút xa, không có mạch khoáng, nhiều lắm chỉ có chút quặng thô một ít quặng thô rải rác. Ban đầu ta còn nghi ngờ liệu có thiên tài địa bảo nào sắp ra đời không. Nhưng ta đã tìm kiếm mấy vòng mà vẫn không cảm nhận được linh lực nào cả. Nên rất kỳ lạ. Ta chỉ đành đoán rằng có phải dưới đáy biển đã xảy ra chuyện gì chăng? Liễu Nguyên vừa đi vừa nói ra suy đoán của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra dưới biển, thì tức là có yêu thú nào đó đã thăng cấp, và trận chiến giữa vua mới và vua cũ đã ảnh hưởng đến các yêu thú khác. Đó chỉ là một sự cố rất đỗi bình thường, trong quá khứ cũng có rất nhiều ví dụ tương tự. Nơi tập trung yêu thú thực sự cách trạm rất xa. Mọi người tăng hết tốc độ, phải mất 2 canh giờ mới đến nơi. Liễu Nguyên đứng trên đỉnh núi rồi chỉ xuống dưới. Ngay ở phía trước, hắn ta không cần chỉ ra, mọi người đều đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của yêu khí. Khí tức lan tỏa của nhiều yêu thú tụ tập khiến người ta rất khó chịu. Sau khi đáp xuống đỉnh núi, mấy người họ phát hiện phía dưới vách đá phía trước là một khu rừng đá màu máu rộng lớn vô tận. Những tảng đá màu máu cao chót vót, đứng sừng sững trên mảnh đất hoang vụ, trải dài ngút tầm mắt, hoàn toàn không thấy được điểm cuối. Trong rừng đá, có thể nhìn thấy chỉ chít yêu thú bằng mắt thường,
trong đó có một số con rõ ràng không giống yêu thú trên đất liền. Dễ nhận ra được chúng đã bò lên từ đáy biển. Điều này thực sự rất lạ. Lâm Nhất liếc nhìn và chắc chắn nơi này quả thật đúng như những gì Liễu Nguyên đã nói. Thiên tài địa bảo gì đó không thể nào xuất hiện ở đây được. Đất khô, bề mặt cứng như đá, rừng đá sừng sững, vốn đã rất kỳ quái và đáng sợ. Bên kia có người, trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng, hắn đưa tay chỉ xuống dưới. Một võ giả mặc áo rơm, đầu đội đấu nạp che chắn kín mít đang ngồi trên một tảng đá cao chót vót. Liễu Nguyên nhìn thoáng qua, cũng không để ý lắm, nơi này vốn có một ít tà u tụ tập, nhưng bọn hắn không hề tới nơi đóng quân gây chuyện, hầu hết tông môn cũng không đấu giáp lá cả với chúng. Diệp Tử Lăng không hề ngạc nhiên về việc này, hiển nhiên nàng ta đã biết chuyện này từ lâu, còn những người khác đa số đều đã từng đến đảo Thiên Thủy. Có mấy người nhìn về phía Lâm Nhất với vẻ kỳ quặc, trong mắt hiện lên ý tứ thấy hiểu biết ít nên mới thấy lạ. Lâm Nhất mỉm cười, thu lại tầm mắt rồi nói, cứ coi như ta chưa nói gì nếu là người khác, sự xuất hiện bất ngờ của một tà tu ăn mặc kỳ lạ như vậy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng ở biển khô huyền này, chuyện đó có vẻ hết sức bình thường, nên họ cũng chẳng để ý lắm. Có mấy yêu thú cảnh giới tinh tượng cấp bá chủ đã chiếm cứ chỗ sâu. Liễu Nguyên chỉ vào tận sâu trong rừng đá, nơi đó bị bao phủ bởi một màn sương máu mờ nhạt nên không thể nhìn rõ. Nhóm Diệp Tử Lăng khế cau mày, yêu thú cảnh giới tinh tượng cấp bá chủ à, hơi khiến người khác đau đầu rồi đây. Nếu chúng đột nhiên nổi ý tấn công vào nơi đóng quân của Phù Vân Kiếm Tông, tổn thất sẽ vô cùng khủng khiếp. Đây là một hiểm họa tiềm ẩn cực lớn. Thảo nào Liễu Nguyên lại truyền tin cho tông môn. May là người tới là Diệp Tử Lăng. Nếu là người khác thì rất khó đối phó nổi, thậm chí rất có thể bị yêu thú đánh bại. Đi vào nhìn xem, có thể trao đổi thì trao đổi. Nếu không thể, thì cứ giết luôn đi. Diệp Tử Lăng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng dự ấn đường đã lóe lên vẻ sắc bén khiến mọi người thầm khẽ run. Có quá nhiều yêu thú canh chừng nơi này, nếu như hấp tấp đi vào, sợ là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Phùng Trương liếc nhìn yêu thú canh giữ bên ngoài, hơi nhíu mày. Việc này đơn giản, Diệp Tử Lăng đứng trên đỉnh núi, mái tóc dài bồng bềnh, nàng ta vung tay lên. Vèo, một luồng kiếm quang ngưng tụ tỉnh nguyên, mang theo kiếm ý thông thiên vô cùng sắc bén, lan tràn trong rừng đá như sóng nước. Growl, 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 tiếng thú gầm lập tức truyền ra từ trong rừng. Theo sau là bụi đất tung bay, đủ loại yêu thú thi nhau chạy ra ngoài. Dưới áp lực của kiếm ý thông thiên, chúng cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Ngay sau đó tất cả yêu thú cảnh giới tinh tượng đều bỏ chạy hết. Trong số đám yêu thú đang chạy trốn, cũng có rất nhiều tà tu nhân trà trộn bên trong nhân cơ hội này chạy trốn. Phùng Trương tỏ ra xấu hổ, vội vàng ngậm miệng. Lâm Nhất hơi ngây người khi nhìn thấy đám tà tu đó, hóa ra nơi này thật sự không hiếm tà tu. Kiếm ý thông thiên quả nhiên tuyệt vời. Trong mắt những đệ tử khác của Phù Vân Kiếm Tông đi cùng nàng ta đều toát lên vẻ khâm phục và ngưỡng mộ. Kiếm ý bậc này quả thực rất đáng sợ. Chỉ một chút phong mang đã khiến đám yêu thú này bỏ chạy. Diệp Tử Lăng dẫn đầu đáp xuống trước, những người khác cũng nhanh chóng theo sau. Mấy người họ chạy một mạch xuyên qua rừng đá để tìm kiếm khí yêu sát. Trên đường đi, họ gặp phải rất nhiều yêu thú cảnh giới tinh tượng cấp bá chủ. Hầu hết chúng đều có thể nói được tiếng người. Sau khi trao đổi một lúc, bấy giờ họ mới biết dạo này dưới đáy biển thực sự hỗn loạn và đám yêu thú này đến đây để ẩn náu. Trước thực lực mạnh mẽ của Diệp Tử Lăng, đám yêu thú này đồng ý rút lui trong vòng 7 ngày. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, trước đó hắn đã nhận ra khu rừng đá này có điều kỳ lạ nhưng lại không tìm được manh mối gì. Hắn luôn cảm thấy đám yêu thú đó vẫn chưa nói ra sự thật. Con người, cút ra khỏi lãnh thổ của ta. Ngay khi họ cho rằng mình đã xong việc, một giọng nói lạnh lùng và âm trầm vang lên. Nhóm Lâm Nhất lập tức cứng người lại, chỉ di chuyển một chút thôi cũng tốn rất nhiều sức lực. Đây là một yêu thú cảnh giới tinh tượng cấp vương. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bụi đất bay lên trong rừng đá, kèm theo đó là một tiếng gầm lạnh băng. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là đầu của một con mãng xà, chỉ riêng cái đầu đã cao hơn rất nhiều so với khu rừng đá cao chót vót ở xung quanh. Vút, cái đầu lơ lửng bay lên. Cơ thể nó quấn thành từng vòng tròn trước mặt mọi người, chẳng mấy chốc đã cao tới hàng trăm mét. Áp lực khủng khiếp đè lên người họ, máu trong cơ thể mọi người đều có xu hướng đồng lại. Nhìn từ xa, cơ thể đối phương được bao phủ bởi những lớp vảy màu xanh lam, lấp lánh ánh sáng kim loại thảm màu như áo giáp của con người. Ánh mắt nó tràn ngập lạnh nhạt và hung dữ, miệng thốt ra tiếng người, rõ ràng có linh trí cực cao. Đây là loài chăn vảy xanh, trên người vẫn còn sót mùi tanh của nước biển.
Nó là vua của các loài chăn vảy xanh. Nó sinh ra đã mang dòng máu của kẻ vương giả, khiến nó không có đối thủ trong số các yêu thú cùng loại. Sở dĩ gọi là yêu thú cấp vương đều là những tồn tại gần như vô địch trong cùng một cảnh giới. Ngoài các yêu thú cấp vương khác loài ra thì nó không có thiên địch nào cả. Con chăn vảy xanh trước mặt này chắc chắn cũng có địa bàn dưới đáy biển. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện trên đảo Thiên Thủy chứ nói gì đến khu rừng đá này. Điều này rất lạ và khó hiểu. Đôi mắt của nó tỏa ra ánh sáng hung ác cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải nó kiêng kỵ sự tồn tại của Diệp Tử Lăng thì e rằng đã ra tay với họ rồi. Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Diệp Tử Lăng không chút sợ hãi nhìn đối phương, rồi lạnh lùng nói. Liễu Nguyên ở bên cạnh trầm giọng nói, Thanh Lân Vương, trước đây Phù Vân Kiếm Tông chúng ta đã từng trao đổi với ngươi. Ngươi ở vùng biển đó, Phù Vân Kiếm Tông chưa từng vượt qua ranh giới. Trong mắt con chăn vảy xanh lóe lên tia máu, lạnh lùng nói, dạo này dưới đáy biển xảy ra thay đổi lớn, lãnh thổ của ta đã bị kẻ khác chiếm đóng. Rừng đá này là lãnh địa mới của ta, yêu thú khác cũng theo ta đến đây. Ta chỉ muốn khu vực này, đừng ép ta quá mức, nếu không các ngươi đều phải chết, Phù Vân Kiếm Tông cũng đừng hòng chiếm giữ đảo Thiên Thủy. Mạnh miệng ghê, nếu như ngươi chỉ tạm thời ở đây thì ta còn có thể trò chuyện với ngươi, nhưng xem ra khỏi bàn rồi. Trong mắt Diệp Tử Lăng lóe lên vẻ sắc bén, lạnh lùng nói, đừng cho rằng ngươi là yêu thú cấp vương thì ta sẽ sợ ngươi. Dù sao nơi này là đất liền, chứ không phải biển. Lâm Nhất thầm hiểu ra, dù con chăn vảy xanh này có mạnh đến đâu, nhưng rốt cuộc đây cũng không phải chiến đấu trong nước. Cho dù là yêu thú cấp vương, cũng chưa chắc có thể phát huy hết sức mạnh, Diệp Tử Lăng thật sự không dễ chọc như vậy. Trong rừng đá này nhất định có điều kỳ quái, có lẽ yêu thú khác không biết bí mật, nhưng chắc chắn nó biết. Diệp Tử Lăng đã lén truyền cho mọi người, ám chỉ rằng khó tránh khỏi phải đánh một trận. Lâm Nhất thầm cảm động. Nghĩ đến ngay cả Diệp Tử Lăng cũng không tin lời khỉ gió của đối phương. Một yêu thú từ đáy biển lại muốn lên đất liền chiếm núi làm vua. Trùng hợp thế nạp lại đi chiếm cứ đảo Thiên Thủy nơi Phù Vân Kiếm Tông đã chọn. Trong đó không có ẩn tình gì mới lạ. Mấy đệ tử thân truyền lén lút truyền âm, nhanh chóng quyết định, không thể nào đáp ứng yêu cầu của con chăn vảy xanh này. Họ chẳng những không đồng ý mà còn phải giữ nó lại và hỏi ra bí mật của rừng đá. Cảm nhận của yêu thú về trời đất thường nhạy bén hơn con người, nên đối phương chắc chắn biết được một vài manh mối. Lâm Nhất, để ở lại chăm sóc Phũ Nhược, Diệp Tử Lăng hờ hững nói, rồi lập tức phóng ra kiếm ý thông thiên, trong nháy mắt đã phá vỡ uy áp vương giả của đối phương. Bùm, mấy tiếng nổ vang lên trong không khí, đám Phùng Trương và Liễu Nguyên khôi phục lại thân thể như thường, lao về phía cơ thể khổng lồ của con chăn vảy xanh mà trong mắt không hề sợ hãi. Mấy tên này khá khí phách. Trước đó còn tỏ ra kiêng dè, một khi đã quyết định hành động thì họ lại không hề do dự. Bởi vì nàng ta hả? Lâm Nhất nhìn về phía Diệp Tử Lăng, nữ tử này đang đứng trong hư không, cả người tỏa ra kiếm quang rực rỡ, mái tóc dài xõa xuống, tay phải đặt trên chuôi kiếm. Một mình nàng ta chống đỡ toàn bộ uy áp yêu sát con chăn xanh. Keng, khi nàng rút kiếm ra, một kiếm quang chói mắt chiếu sáng cả hư không, mây mù bao phủ, kiếm quang chói tựa mặt trời. Mây mù che khuất mặt trời. Lâm Nhất vừa liếc nhìn đã nhận ra, thanh kiếm mà Diệp Tử Lăng đang sử dụng chính là đệ nhất kiếm trong 13 thanh kiếm của Phù Vân, có uy lực đáng sợ. Tiểu cô nương, người đang tìm đường chết. Chăn vảy xanh nổi giận đùng đùng, trong đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ hung ác chưa từng có, thân hình to lớn bắt đầu vặn vẹo trong nháy mắt. Trong chớp mắt, nó biến thành một cơ thể hình người dài gần 3 mét ở trước mặt mọi người, cơ thể phủ đầy vảy và đầu vẫn là đầu của con chăn. Nó chuyển sang trạng thái nửa dẫn nửa người. Trên tay cầm một cây ba trạc thép màu đen, khí tức càng ngày càng ngưng tụ. Đối mặt với sự tấn công cùng lúc của nhiều người, con chăn vảy xanh không hề tỏ ra sợ hãi mà vung ba trạc thép trong tay lên, tạo ra những sóng nước mênh mông, cuồn cuộn. Cuồng phong sắc lẹm xen lẫn bên trong dẫn đầu đẩy lùi đám Liễu Nguyên, sau đó nghênh đỡ thanh kiếm này của Diệp Tử Lăng. Bùm, tiếng nổ lớn vang lên, lập tức gây ra một cơn bão năng lượng cực kỳ khủng bố, vô số cột đá trực tiếp bị nghiền nát. Có thể thấy rõ ngoài Diệp Tử Lăng và Liễu Nguyên ra, thì những người khác đều bị đẩy lùi mấy trăm mét. Đối mặt với yêu thú cảnh giới tinh tượng cấp vương, họ vẫn có chút không bằng, sự chênh lệch rất rõ ràng. Vút, Lâm Nhất tóm lấy Vũ Nhược và nhảy lên không trung. Khi sóng xung kích sắp quét tới, hắn đã lùi lại và đáp trên một cột đá ở rất xa. Mặt mày tiểu Vũ Nhược tái nhợt, trông rất căng thẳng. Điều này hơi khác với việc lịch luyện mà nàng ấy tưởng tượng. Vân sư huynh, sư tỷ xế không sao chứ? Cả người cô nhóc run rẩy, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Khó nói,
Vẻ mặt Lâm Nhất nặng nề, cũng không thoải mái lắm. Hắn có thể đoán được thực lực của Diệp Tử Lăng rất mạnh, nhưng dù sao chưa từng thấy nàng ta tự mình ra tay. Mà rõ ràng con chăn vảy xanh này cũng không dễ chọc. Nó đã có thể biến hình đơn giản, tuy không thành công cho lắm nhưng dù gì sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Phải làm gì đây? Vũ Nhược tỏ ra rất hoảng loạn. Nàng ấy đã chuẩn bị sẵn xông pha chém giết. Còn làm gì được nữa? Lâm Nhất bày vẻ mặt vô cảm, trong lòng không chút dao động, bình tĩnh nói, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống. Vũ Nhược vẫn luôn sống trong sự bao bọc của Phù Vân Kiếm Tông, chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn khốc của thế giới võ giả. Đã đến lúc nàng ấy phải hiểu được một số đạo lý. Dù không tham gia thì đứng xem cũng tốt. Vũ Nhược liếc nhìn Lâm Nhất, phát hiện Vân Sư Huynh khác thường ngày, giống như đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Hắn chẳng những không có ý an ủi nàng ấy mà cả người trông còn vô cùng lạnh lùng và xa cách. Vũ Nhược nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt bàn tay nhỏ lại. Nàng ấy cảm thấy tủi thân nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Phù Vân Kiếm Tông chỉ có chút năng lực này thôi à. Chó mèo cũng muốn ra tay với tai, chăn vảy xanh cười điên cuồng, vung ba trạc thép và bùng nổ ý chí bão tố mạnh mẽ. Những cơn bão này cuốn theo sóng biển, thổi bay kiếm thế của nhóm Phùng Trương. Không lâu sau, khóe miệng ứa máu. Đây vẫn là trong tình huống Diệp Tử Lăng hứng chịu phần lớn uy áp, nếu không để họ đấu trực diện chắc chắn sẽ mất mạng. Phụt, con chăn vảy xanh còn chưa cười được bao lâu, một bóng người lạnh lùng. Lướt qua như tia sáng, rạch một lỗ cực kỳ dữ tợn trên người nó. Trong thoáng chốc, máu tươi bắn ra từ vết rạch, con chăn vảy xanh đau đớn hét lên. Đều lùi lại hết, để ta. Lúc này vẻ mặt Diệp Tử Lăng lạnh băng, cấm ai nghi ngờ lời nói của mình. Kiếm ý của nàng ta đã đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Nữ tử này, huyết quang lóe lên trong mắt con chăn vảy xanh, ba trạc thép màu đen xé toạc khoảng không, những tia sét vô cùng dữ tợn quấn quanh, lao vút về phía Diệp Tử Lăng. Gió cuốn mây bay, một con thanh loan bay ra từ trong cơ thể của Diệp Tử Lăng. Nàng dùng kiếm chém mạnh vào cuồng phong răng đầy trời, thế kiếm sắc bén xé nát tất cả gió bão đang quấn quanh người đối phương. Bịch, dưới sự va chạm dữ dội, chỉ có Diệp Tử Lăng có cảnh giới tinh hà đỉnh phong đã đánh văng đối thủ bằng một chiêu kiếm này. Mây trời di chuyển, lại quát một tiếng, kiếm quang trong tay Diệp Tử Lăng chói lòa đến mức mọi người không thể nhìn thẳng. Từng lớp mây mù trên bầu trời cuồn cuộn tạo thành dị tượng đáng sợ, những tiếng rền giận dữ đinh tai nhức óc của từng tia chớp trong tầng mây bao la. Nàng ta đứng trong mấy, cúi người lao tới chỗ con chăn vảy xanh, từng lớp mây trời sau lưng cũng di chuyển theo kiếm tựa như đôi cánh chắp trên lưng Diệp Tử Lăng. Ngay khi nàng ta không ngừng rơi xuống, đôi cánh được huyễn hóa từ mây mù này trở nên hùng vĩ như một ngọn núi. Đỉnh phong viên mãn, Lâm Nhất mở miệng, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc tột cùng. Rõ ràng Diệp Tử Lăng không nắm bắt được sự ảo diệu của mây bay chẳng phải ý ta, nhưng nhờ vào sự năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ của mình, nàng ta đã tìm được lối tắt luyện Phù Vân kiếm pháp đến cảnh giới đỉnh phong. Có thể chính nàng ta còn không rõ lắm, đôi cánh rũ xuống sau lưng mơ hồ trông như hai đỉnh núi cao chót vót. Thật khó tin, Lâm Nhất thầm khen ngợi, trước đây hắn đã coi thường nữ nhân này rồi. Cũng đúng thôi, người nắm vững kiếm ý thiên thông nào phải kẻ tâm thường. Nàng ta xếp trong top 20.000 yêu nghiệt trên bảng tinh quân đấy. Đây là bảng xếp hạng cả đông hoang này. Ngông cuồng, con chăn vảy xanh liên tục bị đẩy lùi lại nổi cơn thịnh nộ, lập tức gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, ba trạc thép trong tay bắt đầu chuyển động điên cuồng. Ngay khi ba trạc thép quay, cuồng phong dâng lên lập tức hình thành một cơn bão. Cùng lúc đó, toàn bộ hơi nước trong không khí đều bị nó hút tới đây. Trong nháy mắt, dưới chân nó đã hóa thành một con sóng lớn tựa sông hồ. Keng, khi thân kiếm va chạm với ba trạc thép, âm thanh chói tai vang vọng khắp đất trời. Vũ Nhược ở bên cạnh Lâm Nhất mặt mày tái nhợt, máu không khỏi tràn ra từ khóe miệng. Trái lại cô nhóc này khá mạnh mẽ. Lâm Nhất thầm nghĩ khi thấy Vũ Nhược cố gắng không hừ ra tiếng. Nàng ấy ở ngay bên cạnh Lâm Nhất. Nếu hắn muốn thì có thể ngăn chặn lại sóng xung kích cho nàng ấy. Nhưng nếu đã tới đây để rèn luyện, vẫn nên chịu khổ một chút. Rắc, khi ánh sáng tan đi, mọi người ngẩng đầu lên xem, chỉ nghe thấy tiếng kim loại gãy vụn trong không trung. Lòng mọi người thoáng cái trầm xuống, khi nhìn rõ cây ba trạc của con chăn vảy xanh đã bị đứt gấy, mặt mày ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Cây ba trạc trực tiếp bị chặt đứt, trong mắt con chăn vảy xanh hiện lên vẻ hoảng sợ, làm bộ muốn bỏ chạy. Nào ngờ, khi nó vừa định quay người lại bỗng há to miệng rắn phun ra một cục nọc độc màu xanh lá cây hôi thối vô cùng. Nọc độc đáng sợ, chỉ nguyên mùi hôi thôi đã khiến mấy người ở đằng xa vô cùng khó chịu, tiếng xèo xèo vang lên trong hư không.
đó chính là kiếm quang và tinh nguyên của Diệp Tử Lăng đang bị nọc độc ăn mòn rất nhanh. Bùm, nhưng một cảnh tượng càng chấn động hơn lại xuất hiện. Diệp Tử Lăng không hề né tránh mà xuyên qua đống nọc độc đó. Rắc, máu bắn tung tóe và vảy bong ra. Thanh kiếm trong tay nàng đã đâm vào tim đối phương trước, con chăn vảy xanh còn chưa kịp cười thì đã kêu lên vô cùng thảm thiết. Một tiếng nổ vang lên, nó bị đánh bật trở lại dáng vẻ ban đầu giữa không trung và biến thành một cơ thể đáng sợ dài gần 300 thước. Diệp Tử Linh đã đoán trước được điều này, rút kiếm bay về, đứng trong hư, không lạnh lùng nhìn đối phương. Dưới bầu trời, mái tóc dài tung bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp và lạnh lùng, oai phong khí phách, một lồng phong mang lượn lờ không tan nơi ấn đường. Con chăn vảy xanh liếc nhìn Diệp Tử Lăng, đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ dè chừng, đuôi rắn quét qua. Bang, sau đó cơ thể vặn vẹo, quay người bỏ đi, trong lòng nó đã sinh ra ý định chạy trốn. Thật không may, hướng nó bỏ chạy lại chính là nơi Lâm Nhất và Vũ Nhược đang đứng. Quỳnh, kiếm thế trên người Diệp Tử Lăng đã lên đến cực điểm, mắt thấy cái đuôi của con chăn vảy xanh sắp quét tới, nàng ta vung kiếm lên chém xuống, biển mây. Mênh mông cũng dập đành theo. Suốt xòe tổ kiếm quang lóe lên, một kiếm này đã chém đuôi rắn thành hai đoạn, máu tươi như mưa từ trên trời chảy xuống. Nhưng nàng ta cũng bị uy lực của kích này đụng cho bay vào trong đám mây, bịch một tiếng, đám mây trên trời bị nàng ta đụng thủng. Nháy mắt đã hiện ra một lỗ trống lớn như thể bầu trời bị đụng thủng vậy. Không ổn rồi, mặt Diệp Tử Lăng biến sắc, chỉ thấy con chăn vảy xanh đã lợi dụng cú đánh này, quay người bỏ chạy. Nó rất thông minh. Phương hướng mà nó chọn để bỏ chạy lại đúng là hướng Lâm Nhất và Vũ Nhược đang đứng. Trong số tất cả mọi người ở đây, không thể nghi ngờ rằng thực lực của Lâm Nhất và Vũ Nhược là yếu nhất, đặc biệt là Vũ Nhược, người chưa có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Suốt, 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 trên thân hình khổng lồ của con chăn vảy xanh có một lỗ thủng to, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ chỗ đó, đó là ngực của nó. Vốn dĩ nó có lớp sẩy xanh bảo vệ cơ. Cho dù có gặp phải nhân tài kiệt xuất cảnh giới tỉnh tượng khác thì cũng chưa chắc đã đâm thủng được ra nó. Nhưng không ngờ lại gặp phải quái vật Diệp Tử Lăng, nàng ta xuyên qua lớp nọc độc nó phun ra, rồi dùng một chiêu kiếm ý thông thiên đâm thủng người nó. Nó lập tức sợ mất mật, không còn can đảm chiến đấu tiếp nữa nên nó quay người liền chạy, đánh với đám yêu nghiệt này trên đất liền thiệt thòi quá. Kiếm ý thông thiên dã man hơn nó tưởng nhiều. Gào, Vũ Nhược, cẩn thận. Diệp Tử Lăng đang ở trên không trung thấy thế thì mặt biến sắc, nàng ta rất lo lắng, mặc dù con chăn vảy xanh này đã bị thương nặng. Nhưng Lâm Nhất và Vũ Nhược còn lâu mới đối phó được nó, có khi vừa đụng mặt đã bị giết rồi. Nhất, tiểu Vũ Nhược đứng trên cột đá sợ đến nỗi mặt tái nhợt, nói ra một chữ rồi không thốt lên được từ nào nữa. Con chăn vảy xanh dữ tợn và khủng bố kia đã chiếm trọn tầm mắt nàng ta, trái tim lập tức bị sợ hãi nhét đầy không thể động đậy. Bị vẻ mặt Lâm Nhất ngưng trọng. Nhưng không hoảng loạn mấy, hắn túm lấy Vũ Nhược. Quỳnh, Thiên Long Thánh Thiên Quyết được vận ra, trên người tỏa ra tử kim long văn, quát lên một tiếng. Bàn tay hắn tựa như cái vuốt khổng lồ quăng một cái ném Vũ Nhược ra ngoài, để người sau thoát khỏi phạm vi uy áp của con chăn vảy xanh. Nhưng con chăn vảy xanh tới nhanh quá, trong khoảnh khắc đưa Vũ Nhược đi, Lâm Nhất bị đối phương đụng bay ra ngoài. Rầm, 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 liên tiếp mấy cây cột đá bị va đập liên tục. Cơ thể Lâm Nhất bị đánh bay ra xa 10.000 mét. Những nơi hắn bay qua, bụi đất mù mịt đầy trời, rất nhiều đá vụn bay giữa không trung, ngoại trừ việc có thể trông thấy thân hình khổng lồ của con chăn vảy xanh, thì không thể nhìn thấy gì khác nữa. Vẻ on Vũ Nhược hoa mắt chóng mặt trên không trung, rồi được Diệp Tử Lăng nhanh như tia chớp tiếp được, tiểu Vũ Nhược kinh hồn táng đảm, sau khi an toàn lập tức bật khóc nói, sư tỷ, tỷ cứu nhất sư huynh đi. Diệp Tử Lăng nhìn đằng trước, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Nàng ta vẫn đang thấy bất ngờ. Cái tên mà nàng ta ghét nhất kia, ở thời khắc mấu chốt, thế mà lại tự mình chịu một đòn của con chăn vảy xanh để cứu Vũ Nhược. Sư tỷ, nhất sư huynh, huynh ấy. Liễu Nguyên chạy tới, nét mặt khẽ biến, muốn nói lại thôi. Hắn ta định bảo e là nhất sư huynh 89 phần là chết dưới đòn vừa rồi của con chăn vảy xanh rồi. Trông chừng con bé, Diệp Tử Lăng không nói gì, chỉ là trong mắt xoẹt qua tia lạnh lùng, nếu Lâm Nhất mà có mệnh hệ gì. Nàng ta sẽ bắt con chăn vảy xanh này trả giá đắt. Diệp Tử Lăng vọt vào khoảng đất đang bụi mù mịt, đột nhiên nàng ta cảm nhận được một cỗ kiếm ý cực kỳ ác liệt, đang tỏa ra ánh sáng chói mắt trong khoảnh đất bụi mù mịt này. Phù vân kiếm pháp, vẻ mặt Diệp Tử Lăng lập tức trở nên ngưng trọng, kiếm thế như phù vân tỏa ra từ trên người Diệp Viễn, ngay sau đó kiếm thế vọt thẳng lên trời, thổi quét khắp mảnh thiên địa này. Bên ngoài mây là núi xanh, bích lạc tinh thần, hoa nở hoa rụng, quê hương đất nước. Phù vân thập tam kiếm,
kiếm thứ nhất phủ vân tế nhật. Suýt TL theo một tiếng giòn vang vang lên, táng hoa ra khỏi vỏ, không ngừng ngắt tí nào. Một đạo kiếm quang vô cùng chói mắt nhoáng cái đã che lấp vòng trời, trước mặt chỉ còn thấy một khoảng đen kịt. Diệp Tử Lăng mở to hai mắt, không thể tin nổi, chuyện này sao có thể chứ? Trong vùng tối đen kia, nàng ta cảm nhận được một cỗ kiếm thế khủng bố đáng sợ và bạo lực đang lan ra, rồi vọt về phía con chăn vải xanh. Kiếm thế đánh úp, con chăn vải xanh bị nhốt trong bóng đêm lập tức cảm giác được nguy hiểm. Điều này khiến nó vô cùng kinh hãi, dù sao thì đối thủ mới chỉ ở cảnh giới thiên phách, sao có thể uy hiếp được nó. Dù ngực nó đang bị thương nặng, thì vẫn có thể tùy tiện bóp chết tồn tại ở cảnh giới thiên phách. Gào, nó gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ chuyển động, ý đồ cắn nát kiếm thế của Lâm Nhất, kẹp đối phương đến chết. Hơi thở bạo ngược tỏa ra từ trên người nó, đám vảy xanh trên người con chăn lóe sáng. Nó di chuyển thân hình, trong chớp mắt đã quấn ra một mảnh không gian tử vong, vây lại kiếm thế của Lâm Nhất trong đó, hơn nữa còn không ngừng nén lại trong lúc nó di chuyển. Phập, khi kiếm quang thật sự chém lên người con chăn vảy xanh, kiếm ý cồn cuộn như mặt trời nóng bỏng, mảnh vảy trên thân nó bị hòa tan luôn. Kiếm ý thông thiên này còn dã man hơn kiếm ý thông thiên của Diệp Tử Lăng, phù vân kiếm pháp cũng mạnh hơn của Diệp Tử Lăng. Xoẹt 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 suýt TL mũi kiếm đâm vào thân nhìn đối phương, thế như trẻ tre, mạnh như vũ bão. Cho đến tận khi chạm khung xương của đối phương, thì mới vang lên một tiếng trầm muộn, con chăn vảy xanh đó hét lên thảm thiết, nó quay ngoắt đầu lại cắn Lâm Nhất. Gió cuốn mây tan, Lâm Nhất rút người lùi ra, người ở trên không trung, còn chưa tránh khỏi miệng chăn, hắn đã thi triển kiếm thứ hai của phù vân thập tam kiếm rồi. Lại một nhát kiếm nữa chém lên người con chăn, chém ra một cái lỗ như khe rãnh. Con chăn vốn định cắn Lâm Nhất, dưới cơn đau kịch liệt, nó không kìm được. Lắc cái đầu, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Trong người Lâm Nhất càng ngày càng bay ra nhiều thanh loan, không một chút chần chừ, hắn cứ chém ra hết kiếm này đến kiếm khác, từng nhát kiếm như mưa rền gió dữ nã vào thân hình khổng lồ của đối phương. Nhân lúc nó ốm, lấy mạng nó, loại yêu thú ở cấp bậc này, nếu nó mà không bị Diệp Tử Lăng đánh trọng thương, thì chỉ vài hơi thở thôi là có thể đánh cho Lâm Nhất gần chết rồi. Hắn không dám lơ là tí nào, bổ một mạch chín kiếm, xung quanh chớp lóe ầm ầm. So với con chăn vảy xanh, thân hình hắn thật nhỏ bé, nhưng kiếm thế của hắn lại như những đỉnh núi cao vạn thước, đâm thủng tầng mây, nhìn xuống thương sinh, áp chế uy của đối phương. Đợi đến khi chém xong chín kiếm, con chăn vảy xanh ngang ngược này đã mềm nhũ nằm bẹp trên mặt đất, trên thân lộ ra thương tích lồi lõm dữ tợn. Chết rồi à, Lâm Nhất hạ người xuống đất, đá nhẹ một cái. Trên trán hắn, mồ hôi đầm đìa, bổ một mạch chín kiếm, việc này khá là tốn sức với Lâm Nhất, nhất là trước đó hắn còn trúng một đòn nặng. Phụt, thương thế bị kìm nén hóa thành một ngụm máu tươi hộc ra từ miệng Lâm Nhất, mặt hắn tái đi một chút. Grum, con chăn vảy xanh trên đất lại vùng vẫy lần nữa, trong mắt lộ ra huyết quang, nó hung ác nhìn Lâm Nhất, rồi ngọ ngoại muốn dậy. Vèo, một đạo kiếm quang bay tới, cắm vào hàm dưới của nó, đóng đỉnh nó trên mặt đất. Tư ươi con chăn vảy xanh chu lên, thân hình nặng nề đổ xuống, mặc nó có giấy giụa cỡ nào đi chăng nữa. Thanh kiếm trong miệng kia như núi cao chấn áp nó. Diệp Tử Lăng có dáng người cao gầy, nàng ta đi ra từ trong làn bụi, nàng ta cứ nhìn Lâm Nhất một lúc mà không nói gì. Kiếm ý thông thiên, phù vân kiếm pháp đạt tới hóa cảnh, thằng cha này khoa trương quá rồi đấy. Lâm Nhất tiện tay lau vết máu trên khóe miệng, sau đó chớp mắt mỉm cười nói, ta nói này sư tỷ, tỷ nhìn ta chằm chằm thế, tỷ nhìn chúng ta rồi à. Diệp Tử Lăng tỉnh táo lại, nét mặt hiện ra vẻ bực bội. Nhưng nghĩ đến việc trước đó đối phương liều mạng ném Vũ Nhược ra, ánh mắt nàng ta lại dịu đi. Người đứng đầu bảng thiên lộ thứ 9, đúng là đáng sợ, ta chỉ đang tò mò. Rốt cuộc trên người đệ còn bao nhiêu bí mật, đệ đừng có mà tự mình đa tình. Nàng ta nói xong thì đi qua dìu Lâm Nhất, nàng ta phát hiện đối phương không hề bị thương nặng. Đệ bị con chăn vảy xanh đánh một đòn, thế mà không hề bị trọng thương. Diệp Tử Lăng không kìm được nhìn Lâm Nhất cái nữa. Tuy bảo con chăn vảy xanh đã bị mình đánh cho bị thương rất nặng, nhưng hắn có thể làm được đến mức này, vẫn thật khó tin. Số đòi Lâm Nhất cười, đúng là cũng may, con chăn vảy xanh này đã đánh giá thấp thực lực của mình. Và cũng rất đúng dịp, dạo gần đây thương long thánh thiên quyết của hắn vừa đột phá đến đệ ngũ trọng, chỉ còn một trọng nữa là đạt tới cảnh giới thương long thánh thể. Hiện giờ sức chịu đựng của cơ thể đã vượt xa trước, tử kim thánh văn trên người đã đạt đến mức gần 70 đạo. Dù không có bảo cốt, không thể ngưng luyện ra thương long thánh giáp, nhưng cũng không kém mấy. Lâm Nhất, đám Liễu Nguyên và Phùng Trương ở đằng sau chạy đến, trông thấy Lâm Nhất đang chuyện trò vui vẻ,
bọn họ đều chấn động. Tên này chưa chết ư? Hu hu hu, Nhất sư huynh. Lâm Nhất đang định trả lời, một thân ảnh khóc sướt mướt chạy tới nhào vào lòng hắn. Khỏi cần nghĩ, đương nhiên là Tiểu Vũ Nhược rồi. Nhất sư huynh, ta sai rồi, trước đó ta còn trách huynh không quan tâm ta còn giận nữa, lúc đó ta nghĩ sau này ta sẽ không nói chuyện với Nhất sư huynh nữa, hu hu hu. Vừa nãy ta sợ lắm, ta sợ không được gặp lại Nhất sư huynh nữa. Tiểu Vũ Nhược nhào vào lòng Lâm Nhất, cảm xúc rối bời, to khóc. Đám Phùng Trương nhìn mà môi giật giật, cái tên này đáng đánh đòn thật đấy, đây là hai đóa hoa vàng của Phù Vân Kiếm Tông đấy. Diệp Tử Lăng liếc mắt nhìn, lần này nàng ta không quở trách Vũ Nhược. Sư tỷ, con chăn vải xanh chết rồi ạ. Liễu Nguyên nhìn con chăn vải xanh đang yếu đuối nằm trên đất, trên người đầy vết thương lồi lõm, rất nhiều mảnh vải đã bị chém tan. Thân hình kia trông thảm lắm, thấy mà ghê người, tất nhiên, chắc chắn là hắn ta không ngờ những cái này toàn là bản lĩnh của Lâm Nhất, hắn ta tưởng cái này là Diệp Tử Lăng làm. Những người khác cũng nghĩ vậy, dù sao thì ai mà ngờ được, một người ở cảnh giới thiên phách có thể đánh cho con rắn vải xanh này ngoác ngoài chứ. Lâm Nhất không có nhu cầu giải thích, Diệp Tử Lăng lại càng không chủ động giải thích. Chưa chết, ta cho nó giữ lại hơi tàn, vẫn còn việc cần hỏi nó. Ánh mắt Diệp Tử Lăng lóe ra tia sắc bén, nàng ta đi tới chỗ đầu con chăn vải tranh. Lâm Nhất an ủi Tiểu Vũ Nhược mấy câu, rồi đi theo Diệp Tử Lăng, hắn cũng rất muốn biết. Rốt cuộc đám yêu thú này chiếm giữ rừng huyết thạch vì mục đích gì, không phải bảo vật bình thường, thì chắc chắn sẽ không thu hút được yêu thú cấp vương giả như con chăn vải xanh này tới. Nói đi, Diệp Tử Lăng nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Con chăn vảy xanh chậm rãi mở mắt ra, lộ ra con ngươi đỏ như máu, nó nói với giọng khàn khàn, trong vòng 7 ngày, rừng huyết thạch sẽ ra đời nguyên thạch huyết diệm long văn kim, ít nhất cũng là thánh phẩm nguyên thạch. Huyết diệm long văn kim, con ngươi của đám Liễu Nguyên co rụt lại, trái tim đập thình thịch, đây là chuyện mà họ không ngờ tới. Diệp Tử Lăng ngoắc tay, thu lại thanh kiếm đang cắm ở hàm dưới đối phương, khuôn mặt lạnh lùng, không có tí dao động nào. Con chăn vảy xanh nhúc nhích người, bò ra phía trước. Nó quay đầu nhìn rồi nói, hôm nay bổn vương thua trong tay các ngươi, cũng là phập, nhưng còn chưa nói xong, một vệt kiếm quang bay tới, sau đó Diệp Tử Lăng trở tay chém một kiếm, cắt đứt đầu đối phương. Ở cái đầu con chăn vảy xanh, hai mắt nó phẫn nộ mở to, chết không nhắm mắt, hiển nhiên là không ngờ người phụ nữ này lại sát phạt quyết đoán đến vậy. Ngươi lừa ta, cái đầu nó lẻ loi, bật ra vài tiếng nứt quãng, tràn ngập không cam lòng. Diệp Tử Lăng thu kiếm vào bao. Ánh mắt lóe lên vẻ giễu cợt, nàng ta lạnh giọng nói, trong lòng ngươi nghĩ gì ta không biết chắc. Ta không giết ngươi, để lại cho ngươi một cái mạng để ngươi trả thù đệ tử Phù Vân Kiếm Tông ta à. Vương giả yêu thú, mà ngây thơ thế chắc. Xung quanh im phăng phắc, rõ ràng là họ đều đang khiếp sợ bởi sự sát phạt quyết đoán của Diệp Tử Lăng. Ánh mắt Lâm Nhất lóe ra tia khác thường, hắn cong môi cười, thảo nào ngay ở đầu mình đã không ghét nổi nữ nhân này. Trên người nàng ta thật sự có cái khí chất nào đó mà mình rất thích, không hèn mọn không ra vẻ, thị phi rõ ràng, dám làm dám nhận, câu nói kỷ nguyên thần long rất đúng khi áp dụng lên nàng ta. Ta mong mọi nữ tử trên thế gian này đều có chí tiến thủ, không để cho cánh mày râu cao hơn trời. Huyết diệm long văn kim là cái gì? Lâm Nhất không nhìn Diệp Tử Lăng nữa, hắn hỏi ra thắc mắc trong lòng. Đám Phùng Trương cũng không rõ, bọn họ mới chỉ nghe nói loại khoáng thạch này cực kỳ quý hiếm. Còn cụ thể nó là cái gì, có tác dụng kỳ diệu gì, giá cả thế nào, thì họ cũng không rõ cho lắm. Liễu Nguyên, đệ nói đi. Diệp Tử Lăng quay người lại, bình tĩnh nói. Liễu Nguyên gật đầu, hắn ta là chấp sự của Phù Vân Kiếm Tông, thường trú ở đảo Thiên Thủy, biết rõ các loại khoáng thạch. Đảo Thiên Thủy chủ yếu sản xuất mạch khoáng canh kim, khoáng sản xuất ra đều là khoáng thô, sau khi tinh lọc và luyện hóa mới cho ra canh kim giá trị đúng nghĩa. Số lượng còn cực kỳ ít ỏi. Một năm chỉ có khoảng hơn 1.000 cân, số lượng canh kim có chất lượng siêu tốt lại càng hiếm. Nhưng dù chỉ có hơn 1.000 cân, giá trị của nó cũng rất khổng lồ rồi, canh kim là kim loại không thể thiếu để tạo ra thánh binh. Thánh binh có càng nhiều đường vân, số lượng canh kim cần dùng lại càng nhiều, lúc nào cũng cung không đủ cầu. Canh kim mà Phù Vân Kiếm Tông khai thác được, thì sẽ không để dùng riêng hay bán ra, cơ bản là sẽ giao hết cho kiếm tông ở hoang cổ vực. Còn huyết diệm long văn kim. Đây là một loại canh kim có lẫn mạch khoáng, nó cực kỳ hiếm. Nói cụ thể thì khá phức tạp, có thể hiểu đơn giản nó là canh kim biến dị. Giá của một cân huyết diệm long văn kim có thể bằng giá của 10.000 cân canh kim, tóm lại là vô cùng đắt đỏ. Cứ khoảng 10 năm, đảo Thiên Thủy xế ngẫu nhiên phát hiện một miếng huyết diệm long văn kim, phần lớn chúng chỉ có vài lạng thôi.
dù chỉ là vài lạng huyết diệm long văn kim, giá trị của nó cũng ở tầm không định giá được, chủ yếu là nó quá quý hiếm. Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, không giống canh kim, chỉ cần có đủ đan tinh thần và không tiếc tiền thì thể nào cũng mua được đủ số lượng. Còn huyết diệm long văn kim, đa phần là sẽ không mua được ở ngoài chợ, thánh binh được rèn từ huyết diệm long văn kim cũng đẹp hơn những thánh binh khác. Lâm Nhất nghe xong, hắn đã hiểu sơ về lai lịch của huyết diệm long văn kim này rồi, giá trị của nó đúng là lớn đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Đấy là huyết diệm long văn kim, nhưng vừa nấy cái mà con chăn vảy xanh kia nói tới là nguyên thạch. Vẻ mặt Liễu Nguyên trở nên ngưng trọng, ánh mắt lóe ra tia sáng, hắn ta trầm giọng nói. Cái gọi là nguyên thạch, chính là tên gọi tắt của nguyên sứ chỉ thạch. Euro ó nguyên thạch thì mới sinh ra mạch khoáng, nếu nguyên thạch của một mạch khoáng bị người ta đào mất, vậy thì toàn bộ mạch khoáng cũng không tồn tại nữa. Tương tự, chỉ cần người nào lấy được nguyên thạch của huyết diệm long văn kim này. Nó sẽ giống như một hạt giống vậy, dưới sự bảo vệ của siêu cấp tông phái, mấy chục mấy trăm năm sau, có thể sinh ra một mạch khoách long văn kim. Lâm Nhất nghe mà líu lưỡi, hắn không ngờ nguyên thạch của huyết diệm long văn kim sẽ có địa vị khủng bố như vậy. Chuyến này xuất tông, cứ tưởng nó chỉ là một chuyến rèn luyện đơn giản của Tiểu Vũ Nhược, nên hắn không đưa Tiểu Băng Phượng và Ngựa Huyết Long đi cùng. Hai tên này cũng đang trong giai đoạn gấp rút tu luyện, nhất là Ngựa Huyết Long, sau khi công pháp của nó đột phá, thì đột phá thẳng đến cảnh giới tinh quân. Miếng lá thần kia vẫn còn dược tính, còn hơn phân nửa chưa luyện hóa, tốc độ tu luyện của nó nhanh hơn Lâm Nhất nhiều. Hai tên này không ở đây, tổng chiến lực của Lâm Nhất ít nhất phải giảm một nửa. Bỗng nhiên, nét mặt Lâm Nhất hơi khang khác, hắn cong ngón tay búng ra một cái. Đạn chỉ thần kiếm nháy mắt nở rộ ra tia sáng chói mắt, một chùm sáng ngưng tụ thành kiếm quang, phá không mà đi. Rầm, cách đó mấy nghìn mét, một cây cột đá cao chót vót ầm ầm vỡ vụn, một bóng người bị kiếm quang ép hiện thân. Thanh niên đó mặc áo lam, khóe miệng lộ ra ý cười, ánh mắt lộ ra vẻ tà khí làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Tần Phong Liễu Nguyên nhìn một cái là nhận ra người này, ánh mắt hắn ta lóe ra tia khác lạ, nét mặt hơi thay đổi. Phút, 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 cùng lúc, ở đằng xa lại có mấy bóng người bay lên trời, bọn họ rất có kinh nghiệm sau khi bị phát hiện sẽ phân tán ra ngay. Hi hi, anh bạn này siêu thật đấy, Tần Mỗ đã núp kỹ thế mà vẫn bị huynh phát hiện. Thanh niên áo lam chưa đi vội, hắn ta mỉm cười với Lâm Nhất, sau khi nhớ kỹ khuôn mặt của Lâm Nhất, hắn ta mới thong dong rời đi. Đừng đuổi theo, Diệp Tử Lăng thản nhiên nói, đám Phùng Trương đang định đuổi theo lại dừng lại. Liễu Nguyên âm trầm nói, giờ thì phiền phức rồi đây, xem ra những tên tà tu đó đã đi qua lối đi khác, họ đã biết được sự tồn tại của nguyên thạch huyết diệm long văn kim rồi. Tần Phong Ư, là tên tà tu điên đứng hạng 10 ở biển Khô Huyền Hà. Phùng Trương chợt nghĩ đến gì đó, hắn ta hỏi. Mấy người khác nghe vậy thì sửng sốt, bọn họ cùng hướng mắt nhìn Liễu Nguyên. Biển Khô Huyền nằm ở biên giới của Thương Huyền Phủ, đi tiếp lên phía trước thì sẽ ra khỏi Thương Huyền Phủ, thậm chí là ra khỏi cả Đông Hoang. Nơi này tập trung rất nhiều tà tu lợi hại, nhưng đa số sẽ không ở đây lâu, có cơ hội thích hợp sẽ cao chạy xa bay. Bọn họ bị đồn đến bước đường này, toàn là do đã đắc tội phải những kẻ thù cực kỳ giỏi, dù có ở lại biển Khô Huyền thì cũng sẽ không lộ mặt. Nhưng cũng có một số tà tu, lưu trú dài hạn ở biển Khô Huyền. Trong số những tà tu lưu trú ở biển Khô Huyền, Tần Phong đứng hạng 10, người ta có biệt danh là Tần Điên. Diệp Tử Lăng lấy lệnh bài của Phù Vân Kiếm Tông ra, sau đó lệnh bài lóe sáng. Sau đó liền có thông tin hóa thành tia sáng bay về bầu trời xa. Ta đã báo tin cho trưởng môn rồi, trong vòng 7 ngày, chắc chắn trưởng lão của tông môn có thể đến kịp. Diệp Tử Lăng cầm lại lệnh bài vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng nói. Trưởng môn Phù Vân chắc chắn không tới được, ông ấy bị nhiều bên để ý, một khi ông ấy lên đường thì toàn bộ Thương Huyền Phủ sẽ bị chú ý, đến lúc đó sự việc sẽ náo loạn đến mức không giải quyết nổi. Chỉ là tà tu ở biển Khô Huyền thôi. Có trưởng lão tông môn là đủ để đối phó rồi, nhưng tiền đề là bọn họ có thể phòng thủ được. Có cần gọi trưởng lão ở nơi đóng quân tới không? Liễu Nguyên trầm ngâm nói. Tuyệt đối không được, đầu tiên chưa nói đến việc chuyện nguyên thạch có bao nhiêu phần trăm là thật, nơi đóng quân chỉ có hai vị trưởng lão. Họ mà đi, mạch khoáng nguyên thạch bị cướp mất, đảo thiên thủy có mà tiêu. Diệp Tử Lăng tỉnh táo hơn Liễu Nguyên nhiều, nàng ta sẽ suy nghĩ toàn diện hơn. Tần Phong rất đáng sợ à? Phùng Trương cất tiếng hỏi. Đây cũng là điều Lâm Nhất khá tò mò. Liễu Vân nhẹ nhàng giải thích, khi hắn ta đạt tới cảnh giới tinh hà tranh danh tiếng với Bôn Lôi Ma Kiếm, nhưng nửa năm trước đã ngưng tụ ra tỉnh tượng, bây giờ thực lực của hắn ta đã vượt xa người sau. Phùng Trương mở miệng, rõ ràng hơi sợ hãi. Một Tân Phong còn không đáng lo,
Diệp Tử Lăng nghĩ xa hơn, bỗng nhiên sắc mặt nàng ta tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Khí tức trên người yếu đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sư tỷ, mấy người khác cũng hoảng sợ biến sắc, vội vàng bước tới đỡ nàng ta. Phút tuy nhiên, Lâm Nhất phản ứng nhanh nhất, hắn đã đỡ được Diệp Tử Lăng trước khi những người khác đến. Trước đó hắn đã để ý thấy khi nàng ta xuyên qua nọc độc do con chăn vảy xanh phun ra. Nhìn có vẻ vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, ngay cả con chăn vảy xanh cũng không ngờ tới cảnh này đó. Nọc độc của nó là thứ mà ngay cả cao thủ cảnh giới thần đan cũng phải dè chừng đôi chút. Tỷ ấy trúng độc, quả nhiên Lâm Nhất kiểm tra một lúc rồi quay sang nói với mọi người. Không sao, không chết được đâu, tìm được nơi có khả năng sinh ra huyết diệm long văn kim nhất trong rừng đá máu trước đã. Diệp Tử Lăng đẩy Lâm Nhất ra, rồi đứng thẳng người bình tĩnh nói. Đúng là không thể chết được, nhưng tỷ không thể chiến đấu với ai trong vòng 7 ngày. Lâm Nhất mỉm cười, cũng không phản bác đối phương, chỉ cảm thấy nữ tử này thật sự khá mạnh mẽ. Hắn vừa dứt lời, một bóng đen bao trùm lấy mọi người. Thảo nào ban nãy đại sư tỷ mới thả Tần Phong đi, còn dặn dò mọi người đừng đuổi theo hắn ta. Không khoa trương như vậy đâu. Diệp Tử Lăng trừng mắt với Lâm Nhất, rồi nuốt một viên đan dược. Sau khi khôi phục được khí sắc, nàng ta lập tức dẫn mọi người tiến sâu vào trong rừng đá. Lâm Nhất ở lại cuối cùng, cũng không vội rời đi. Vân sư huynh, huynh không đi cùng chúng ta à? Tiểu Vũ Nhược tò mò hỏi. Bọn muội đi trước đi, ta xử lý thân thể của con chăn xanh này đã. Lâm Nhất chớp mắt, mỉm cười với Tiểu Vũ Nhược. Trong mắt mấy người lập tức lóe lên lửa giận, đại tỷ bị trúng độc, còn chưa tìm được nơi sinh ra huyết diệm long văn kim. Ngoài ra còn có đám tà tu như hổ rình mồi, mà tên này vẫn nhắm vào con chăn xanh. Yêu thú này vốn do đệ giết chết, ta cũng không nói gì, cứ để đệ xử lý đi. Diệp Tử Lăng khá thản nhiên đối với việc này, cũng không nói nhiều nữa. Khí sắc đã khôi phục hơn nhiều, nàng ta dẫn mấy người họ tiến vào nơi sâu. Dĩ nhiên những người khác không tin Lâm Nhất có thực lực giết chết con chăn vảy xanh, nhưng họ cũng không thể phản bác lại lời nói của Diệp Tử Lăng. Sau khi mấy người họ rời đi, Lâm Nhất nhìn thi thể như quả núi của con chăn vảy xanh mà cảm thấy đau đầu. Yêu thú này quá lớn, một số nguyên liệu tốt cũng không thể mang đi được. Nếu có tiểu tặc Miêu ở đây thì tốt rồi. Phút Lâm Nhất giang rộng hai tay, đáp xuống trên tấm lưng rộng uốn lượn của con chăn xanh, đi dọc trên đó để đo khoảng cách. Bang! Sau đó hắn lấy kiếm táng hoa ra đâm một nhát, tia lửa bắn tung tóe, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Diệp Tử Lăng bị thương, không cách nào thi triển được kiếm ý thông thiên. Cho dù những người khác có ý, cũng không thể cắt lìa thân thể của con chăn vảy xanh này. Nàng ta đã nghĩ đến điều này từ lâu nên không để người khác xử lý nó, với cả vốn là do Lâm Nhất giết chết con yêu thú này. Khi nàng ta chạy đến nơi, yêu thú đã thoi thóp. Bùm, một nhát kiếm hạ xuống. Máu phun ra như cột nhà, đồng thời còn có cả yêu đan cấp vương lẫn trong đó. Đồ tốt, Lâm Nhất cong môi mỉm cười, bất chấp thứ bẩn thỉu bên trên mà tóm lấy nó. Đây là thứ ngựa huyết long thích nhất, nếu gặp được nhất định phải đưa cho tiểu tặc Miêu cất giữ, tiếc là không phải một dao long. Hắn lại bước tới trước mấy bước, mỗi bước là vài trăm mét. Đến khi tiếp đất, vẻ mặt Lâm Nhất trông thoải mái. Hắn tự nhủ, chắc là ở đây. Xi xi, khi lớp vải bong ra. Không lâu sau Lâm Nhất đã lấy ra một túi mật rắn. Nọc độc đáng sợ quấn quanh túi mật của con rắn rơi xuống đầu nhọn của kiếm táng hoa. Nọc độc màu xanh lá cây khiến người ta kinh tởm. Lâm Nhất đóng tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể, đôi mắt hơi ngưng tụ và cẩn thận chém vụn khí độc bằng kiếm ý thông thiên. Khi kiếm ý đạt đến một cảnh giới nhất định, nó có thể cắt nát hư vô, nhưng nọc độc của con chăn xanh này mới là sát chiêu lợi hại nhất của nó. Chất lỏng màu xanh lá cây đang động đậy như thể mang sự sống. Khiến Lâm Nhất khá kiêng dè. Hắn còn chưa có năng lực vượt qua nọc độc như sóng biển mà vẫn sống sót khỏe mạnh như Diệp Tử Lăng. Một lúc lâu sau khi Lâm Nhất cẩn thận dỡ bỏ, một túi mật rắn phát ra ánh sáng xanh lục xuất hiện trên mũi kiếm. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, lấy bình ngọc ra rồi chỉnh trọng thu lại cẩn thận. Sau đó, động tác của Lâm Nhất nhanh hơn nhiều, con chăn vảy xanh to đến mức hết cả chỗ đựng thịt rắn. Hết cách, hắn chỉ đành cắt phần tinh túy nhất. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ sót rất nhiều bảo bối, làm Lâm Nhất cảm thấy rất tiếc nuối. Đến khi hắn làm xong việc thì trời đã tối. Đi hội hợp trước đã. Lâm Nhất không ở lại quá lâu, hắn lóe mình vài cái trong màn đêm, bóng dáng đã biến mất trong rừng đá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.